Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 110. Biến hóa trên người Dương Bách Xuyên khiến Lục Yên Chi kinh ngạc hô lên, Thanh Ngưu và Thú Ngũ Hành giật mình, mọi người biết tâm ma đang bạo phát. Nhưng chỉ nghe Dương Bách Xuyên nói, mọi người đừng lo cho ta không sao, lực lượng tâm ma này không đồng hóa được ta. Dương Bách Xuyên bộc phát ma khí vì tức giận sau khi nhìn thấy người của năm thánh địa lớn. Thực sự quá không biết xấu hổ, vậy mà lại xuất mỗi nhà trăm người để đối phó với một tu sĩ độ kiếp như hắn, tất cả còn là độ kiếp đại viên mãn. Quá khinh người. Cho nên hắn quá tức, tâm ma bạo phát, nhưng sau khi tâm ma bị áp xuống đã bị hắn khống chế, Dương Bách Xuyên biết rõ điểm này. Khác ở chỗ, lúc này sát ý của Dương Bách Xuyên dày đặc. Phía sau là đám người Vạn Linh Thánh đang đuổi theo, phía trước là Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, bên trái là Bách Luyện Sơn Trang, bên phải là Thông Thiên Cung. Là năm thế lực lớn mà hắn đã đắc tội trong hành cung Thiên Yêu. Lúc trước vừa mới giải quyết U Linh Chi Đô, tiếp theo lại là năm thánh địa lớn. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, người của năm thánh địa lớn vô cùng bẩn thỉu. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vừa không ngừng chạy. Hắn biết không thể dừng lại. Nếu chỉ là một thánh địa, bọn họ có cơ hội giết, nhưng bây giờ lại cả năm thánh địa lớn, gần 500 tu sĩ độ kiếp kỳ. Cũng chỉ có những thánh địa kia mới có thể phái ra quy mô lực lượng như vậy, có lẽ đám người này chỉ là một góc của thánh địa. Yên Chi, mấy người cẩn thận. Nói xong, Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long, thúc giục pháp tương, hóa thân thành người khổng lồ cao 100 mét, hai đại mệnh tinh vận chuyển. Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô xuất hiện, mệnh tinh thần tượng thoáng hiện ở phía sau. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, ma khí vần quanh, một cỗ ma khí bùng lên, nhìn người của năm thánh địa lớn, sát ý bùng nổ. Đúng lúc này, người của năm thánh địa dừng lại, cách Dương Bách Xuyên 50 mét, hình thành thế bao vây, nhưng không tấn công. Lúc này, một nữ tử của Thông Thiên Cung nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, nói, ngươi chính là Dương Bách Xuyên. Biết rõ còn hỏi, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Mồm mép rất cứng, nhưng không biết xương cốt của ngươi cứng hay không, không nhiều lời với ngươi nữa. Ta là Minh Nguyệt Tiên Tử của Thông Thiên Cung, vâng mệnh thánh chủ Thông Thiên Cung bắt người về Thông Thiên Cung trị tội. Giết sư muội Mai Hoa Tiên Tử và các đồng môn của ta, Dương Bách Xuyên, gan chó của ngươi rất lớn, mang theo mấy con yêu thú của ngươi đi theo ta, hôm nay ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Nữ tử tên là Minh Nguyệt Tiên Tử nói chuyện với giọng điệu khinh người, làm Dương Bách Xuyên đi theo nàng ta. Nhưng Dương Bách Xuyên lại quan sát được, lúc Minh Nguyệt Tiên Tử nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn ngé con, hai tròng mắt lóe lên, trong lòng hiểu ra. Lại nhìn bốn nhà khác, ánh mắt của bọn họ cũng đều tập trung trên người ngé con. Lần này Dương Bách Xuyên hiểu ra, ý đồ của năm thánh địa lớn là gì. Có lẽ đuổi giết chính mình chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự là nghé con. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là thật, mỗi một nhà trong 9 thánh địa lớn đều là quái vật khổng lồ với số lượng đệ tử đông đảo, mỗi một nhà đều có 10 vạn đệ tử. Chỉ có thể là rất nhiều, cho nên mấy thánh địa này có rất nhiều đệ tử, nói không dễ nghe, chết mấy đệ tử cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa có một quy củ, sau khi đi vào Thái Hoang, đệ tử chết, ra bên ngoài sẽ không bị truy cứu. Lần này năm thánh địa lớn không cần mặt mũi, mỗi nhà phái ra 100 tên đệ tử độ kiếp đại viên mãn để đối phó một mình hắn. Điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Trừ khi có đủ lợi ích mới có thể làm các thánh địa vứt mặt mũi, không biết xấu hổ điều động lực lượng đối phó với một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, còn chưa vượt qua đại thiên kiếp như hắn. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã biết, lợi ích này chính là nghé con. Năm thánh địa lớn hùng hổ xuất quân vì nghé con. Bởi vì nghé con là thần thú kỳ lân. Mặc dù hắn chưa nói thân phận của nghé con với bất cứ ai, nhưng mấy thánh địa này đều là thế lực cổ xưa, nên hiển nhiên có thể biết được nghé con là gì. Mặc dù nghé con không giống kỳ lân, nhìn rất giống một con châu yêu. Nhưng mấy thánh địa này có thể cho người đi vào hành cung thiên yêu tìm kiếm bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, chắc chắn sẽ vô cùng quen thuộc hành cung thiên yêu, biết được bí mật mà các tu sĩ bình thường không biết. Ví dụ như chủ nhân thiên yêu là kỳ lân. Bây giờ Dương Bách Xuyên còn mang một con nghé ra từ hành cung thiên yêu, nếu đám thánh địa này có hiểu biết về hành cung thiên yêu, chắc chắn có thể biết được nghé con chính là thần thú kỳ lân.
Ở tu chân giới, tất cả thần thú đều đã biến mất cùng năm tháng, bây giờ lại có một thần thú xuất hiện, còn là thần thú Kỳ Lân, đám thánh địa này có thể buông tha. Cho nên Dương Bách Xuyên biết, năm thánh địa lớn đến vì thần thú Kỳ Lân. Từ lời nói của Minh Nguyệt có thể nghe ra được, bắt hắn dẫn theo yêu thú đi đến Thông Thiên Cung lĩnh tội. Nếu là yêu thú tầm thường, Thông Thiên Cung sẽ để ý. Cho nên lúc này Dương Bách Xuyên suy nghĩ cẩn thận, nghé con mới là căn nguyên. Nếu năm thánh địa lớn có thể xuất động lực lượng như này, đã nói rõ tiềm lực của nghé con là vô hạn, Dương Bách Xuyên biết chính mình đã quá xem thường nghé con. Bây giờ nghĩ lại, nghé con là đồ tham ăn, một bữa có thể ăn luôn một đống thiên tài địa bảo to như núi, thực sự là kỳ thích, nếu đổi lại là yêu thú khác, đừng nói một đống thiên tài địa bảo, cho dù ăn một nửa cũng đã bị nổ tan xác. Ngược lại nghé con lại không bị căng chết, lại còn ăn không no, hơn nữa ngay cả mấy người Lục Yên Chi, Thanh Nhiêu cũng không nhìn ra được thủ đoạn giết chết 20 sát thủ U Linh của nghé con là gì, đủ để chứng minh tiềm lực của nghé con là vô hạn. Nếu đã như vậy, Dương Bách Xuyên càng không thể để người khác có được nghé con. Chấm. Đối mặt với giọng điệu khinh thường của Minh Nguyệt Tiên Tử, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, Thông Thiên Cung thì sao? Ngươi là thứ gì? Người giết được Dương Bách Xuyên này còn chưa sinh ra đâu, đến lượt ngươi bảo vệ tính mạng của ta. Ngươi, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, hôm nay giết chết ngươi báo thù cho Mai Hoa sư muội và các đồng môn. Minh Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói, sau đó lớn tiếng, các đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ con trâu yêu kia, giết chết tất cả những người bên cạnh Dương Bách Xuyên, giết. Vâng, trăm tên đệ tử Thông Thiên Cung lên tiếng, sau đó lao về phía đám người Dương Bách Xuyên. Lúc này, bốn nhà còn lại cũng phất tay, ra hiệu cho đệ tử xông lên chém giết, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh giống như Minh Nguyệt Tiên Tử. Ma khí vờn quanh ánh sáng vàng, nhìn vô cùng tà khí, đột nhiên hắn gầm lên, Bát Hoang Quy Nhất, Kim Cương Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn Vấn Đạo, Thành Đại, Đại Đạo. Một tay tung ra kiếm khí Hắc Liên, một tay thi triển hai đại thần thông trong, đánh thẳng về phía đám người xung quanh, khí thế siêu phàm, thiên địa biến sắc. Phù văn màu vàng, ma khí màu đen, thần hồn cường đại, chân khí sau khi áp xúc, tất cả được tụ lại trong lòng bàn tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bộc phát sức mạnh, phù văn trên chuông Đông Hoàng chuyển động, mở ra tầng phòng ngự, cánh cửa U Đô xoay tròn mở ra, hấp thu pháp lực của các đòn tấn công bay đến. Ầm ầm ầm. Sau khi Dương Bách Xuyên ra tay, cả đại địa đều chấn động, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cát vàng bụi đất bay mù mịt, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Bách Xuyên điên cuồng tấn công, tạo thành tổn thương không nhỏ với đám người kia. Ở phía xa, sắc mặt Minh Nguyệt Tiên Tử rất xấu, nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ mạnh như vậy. Lúc này người dẫn đầu Thánh Địa Vạn Linh lên tiếng, các vị, thủ đoạn thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt xa độ kiếp đại viên mãn, tấn công như vậy không hiệu quả, còn cần phải kết trận, không biết các vị nghĩ thế nào. Ở trong mắt các đệ tử thánh địa, thực lực của Dương Bách Xuyên cũng rất mạnh, mặc dù năm nhà bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng theo tình huống hiện tại, sớm hay muộn gần 500 người cũng sẽ bị Dương Bách Xuyên diệt sạch. Cho nên người dẫn đầu thánh địa Vạn Linh đưa ra chủ ý kết trận vây giết. Bốn người khác nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ có hội tụ lực lượng lại mới có thể giảm thương vong xuống thấp nhất, hơn nữa 4-500 người tập kết lại, sức mạnh này đủ để giết Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó mọi người nhất trí, bắt đầu ra lệnh kết trận. Lần này cả năm nhà đều biết rõ, mục đích thực sự là thần thú Kỳ Lân Châu Yêu bên cạnh Dương Bách Xuyên, mặc dù Dương Bách Xuyên là thiên tài, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tu chân giới rất lớn, chín thánh địa lớn không thiếu người tài, nhưng thần thú lại là giống loài khan hiếm, cần phải cướp về nhà. Trước mắt phải giết chết Dương Bách Xuyên, còn vấn đề thần thú, bằng thủ đoạn tranh đoạt. Đây cũng là ăn ý của mấy thánh địa từ trước đến nay. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã giết đỏ mắt, một tay cầm kiếm, mỗi kiếm đều là sát chiêu, không có tu sĩ nào có thể đỡ được một kiếm của hắn. Một tay thành quyền một tay thành trưởng, vận chuyển thần thông thập nhị chí tôn đến cực hạn, pháp tướng cao trăm mét chiếm ưu thế trên chiến trường, bảo vệ đám người Lục Yên Chi ở đằng sau. Nhưng Lục Yên Chi, thú ngũ hành, chồn nhỏ, đả tiên thạch, nghe con cũng không phải ăn chay. Chém giết cá lọt lưới mà Dương Bách Xuyên và Thanh Nhiêu bỏ lỡ. Sau vài phút chém giết,
Dương Bách Xuyên vung kiếm ra quyền thi triển thần thông, giết chết mười mấy tu sĩ, hơn nữa mấy người Lục Yên Chi và Thanh Nhu hợp lực lại giết hơn 30 tu sĩ. Chiến tích như vậy cũng không tầm thường, bởi vì đệ tử của năm thánh địa kia đều là độ kiếp đại viên mãn, mặc dù bên bọn họ có Thanh Nhu cấp tôn vương, nhưng lại đối mặt với 500 người. Đứng trước số lượng gấp trăm lần bọn họ, thực lực của tu sĩ cấp tôn vương cũng suy giảm. Dương Bách Xuyên dựa vào kiếm đồ long và thi triển thần thông thập nhị chí tôn, phát ra sức chiến đấu siêu cường, nhưng vẫn có chút cố hết sức. Dù hắn thúc giục kiếm đồ long hay thi triển thần thông thập nhị chí tôn, đều tiêu hao chân khí và thần hồn trong cơ thể. Sau đợt chém giết đầu tiên, đột nhiên Dương Bách Xuyên phát hiện người của năm thánh địa bắt đầu lùi ra sau, sau đó tụ lại, hợp thành đại trận năm khối. Sắc mặt hắn thay đổi, biết người của năm thánh địa muốn làm gì. Nếu phân tán tấn công, hắn và Thanh Nghiêu đều có thể đối phó, nhưng bây giờ nếu ngưng kết thành trận, vậy lại khác, tương đương ngưng tụ lực lượng của 4-500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn lại, uy lực vô cùng khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa năm thánh địa kết trận thành đại trận năm phương, hình thành trận pháp ngũ hành tương khắc với ngũ hành. Làm sao bây giờ? Nhưng không thể chờ bị đánh. Tình thế cấp bách, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. Hắn nhớ đến mình còn chưa sử dụng một đòn sát thủ, vừa lúc có thể áp dụng với chiến đấu quy mô lớn, nhưng cũng không biết có được hay không. Thấy trận pháp đã hình thành, đã bắt đầu dự trữ lực lượng chuẩn bị tấn công, Dương Bách Xuyên biết không có nhiều thời gian, có được hay không phải thử mới biết được. Dùng ý thức nói chuyện với Hắc Liên, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngay sau đó, Hắc Liên xuất hiện, hóa thành một nữ tử, không chờ Dương Bách Xuyên mở miệng. Hỏi, người muốn dùng Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tại sao Hắc Liên lại biết, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tình hình khẩn cấp, ta phải dùng thử một lần, nhưng nơi này có sự áp chế của pháp tắc thái hoang, linh thức của ta cũng chỉ bao trùm được phạm vi 100 mét, vẫn không đủ, cho nên ta cần ngươi giúp ta mở rộng linh thức. Hắc Liên lên tiếng, nơi này có pháp tắc thái hoang, cũng có ảnh hưởng đến ta, cố gắng hết sức cũng chỉ mở rộng được gấp 3, không nhiều được. Dương Bách Xuyên nghĩ lại khoảng cách năm thánh địa đứng kết trận, dường như có chút miễn cưỡng, nhưng cũng có thể bao trùm một nửa bọn họ. Nếu thi triển thành công Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp, lần này có thể tiêu diệt một nửa số người của năm thánh địa, với hắn vậy là đủ rồi. Có thể, Dương Bách Xuyên gật đầu. Hắc Liên hơi do dự, cuối cùng cũng nói, Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp nhằm vào người cùng cảnh giới, hoặc nói cách khác chỉ có thể thi triển với người có thần hồn yếu hơn ngươi. Nhưng ta lại cảm nhận được bên ngoài có 4-500 người, ngươi xác định muốn làm như vậy. Phải biết rằng mỗi một người trong số những người đó đều là độ kiếp đại viên mãn, tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, nếu ngươi mạnh mẽ thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp, ngươi sẽ bị phản phệ, hậu quả nghiêm trọng, ngươi có thể tưởng tượng được không? Không phải nói, ta tự biết, tình huống xấu nhất cũng chỉ vậy, bắt đầu đi. Dương Bách Xuyên nói. Được. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi mở rộng linh thức đến mức lớn nhất, có được hay không phải xem thần hồn của ngươi mạnh đến mức nào. Hắc Liên cũng không nhiều lời. Cảm ơn, nói xong, Dương Bách Xuyên ra khỏi ý thức, sau đó nói, sư phụ, con muốn chơi lớn, cần mượn dùng thần hồn của ngươi một chút. Tiểu tử thối, định làm gì, đừng có làm bậy, đây là 500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, nếu có sai lầm con sẽ bị phản phệ, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì cũng chết. Còn liên lụy đến ta, con đừng có làm bậy. Vân Thiên Tà cũng biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì, vội vàng lên tiếng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại chỉ nở nụ cười lạnh lùng, không còn nhiều thời gian, năm thánh địa khinh người quá đáng, không cho bọn họ một bài học, sẽ không chịu thua, hơn nữa với tình hình trước mắt, sư phụ, người có cách nào tốt hơn không? Không nói nhiều, con bắt đầu đây. Con, tiểu tử thối, con quá điên cuồng. Vân Thiên Tà mắng. Nhưng ý thức của Dương Bách Xuyên đã đi vào không gian Hắc Liên. Đòn sát thủ của hắn chính là không gian Hắc Liên, lúc trước sau khi tỉnh dậy, Hắc Liên đã truyền Hắc Liên đại pháp cho hắn, tức là lợi dụng thần hồn cường đại để nhiếp hồn. Linh thức cường đại bao phủ kẻ địch, sau đó nhiếp hồn kẻ địch vào trong không gian Hắc Liên. Việc hắn cần làm bây giờ là dùng linh thức đã được Hắc Liên tăng lên của mình bao phủ người của năm thánh địa lớn, sau đó thúc giục lực lượng thần hồn. Kéo thần hồn của đám người thánh địa này vào trong không gian hắc ám, giết chết bọn họ.
tất nhiên nguyên thần của 500 tu sĩ độ kiếp kỳ dễ nhiếp hồn như vậy. Đừng nói 500, cho dù 50 chục, một độ kiếp sơ kỳ đi nhiếp hồn độ kiếp đại viên mãn cũng vô cùng mạo hiểm, chắc chắn hắn không có thần hồn cường đại như vậy. Cho nên hắn không cho sư phụ Vân Thiên Tà cơ hội, cũng không có thời gian khua môi múa mép với sư phụ, trực tiếp thi triển Hắc Liên Đại Pháp. Thực sự đây là một lần mạo hiểm, nếu không thành công, cả hắn và thần hồn của sư phụ sẽ bị thương nặng, nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng sư phụ sẽ không làm hắn thất vọng, dù sao cũng là thập nhị kiếp tán tiên, cho dù là tàn hồn, nhưng cũng là chí tôn. Mượn thần hồn cường đại của sư phụ đi tiêu diệt 500 độ kiếp đại viên mãn, lần mua bán này rất có lời. Trong thái hoang tu sĩ không thể sử dụng linh thức, nhưng linh thức của Dương Bách Xuyên lại có thể phóng xa trăm mét. Đối với bất kỳ tu sĩ độ kiếp nào mà nói, linh thức chỉ phóng xa trăm mét ngắn ngủi không là gì cả. Nhưng ở một nơi hạn chế linh thức như thế này, linh thức trăm mét lại là mấu chốt thắng lợi đối với người có thể sử dụng linh thức. Dương Bách Xuyên có thể thông qua không gian Hắc Liên để phóng linh thức xa trăm mét mà không bị pháp tắc thái hoang hạn chế. Đây là một phần thực lực của hắn. Trong tình huống bình thường, điều này đủ để hắn đối phó với hai tu sĩ độ kiếp, nhưng hiện giờ hắn phải đối mặt với 400-500 tu sĩ độ kiếp. Muốn thi triển thuật nhiếp hồn trong Hắc Liên Đại Pháp, dụ nguyên thần của 400-500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn vào không gian tối tăm vô tận rồi tiêu diệt thì linh thức trăm mét tuyệt đối không đủ. Hẳn là hiện tại người của năm thánh địa lớn đang cách Dương Bách Xuyên 400-500 mét, linh thức trăm mét ngắn ngủi còn lâu mới đủ. Nhưng nữ tử Hắc Liên và sư phụ đã lên tiếng, Dương Bách Xuyên cũng không nói thêm nghĩ thêm gì nữa. Mặc dù có vẻ mạo hiểm, nhưng đây cũng là một cách. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thành công. Vốn dĩ hắn có thể nhờ sư phụ nghĩ cách, nhưng hiện giờ hắn đã là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, không còn là tay mơ tu chân ngày xưa nữa. Lại càng không phải là quả hồng mềm. Thực chất tên họ Dương nào đó là một người kiêu ngạo. Và lại, cho dù nhờ sư phụ ra tay hay nghĩ cách, cho dù sư phụ có thể tiêu diệt người của năm thánh địa lớn phía trước đi chăng nữa, chưa chắc sư phụ có thể giải quyết một cách dễ dàng. Suy cho cùng thì sư phụ cũng đang ở trạng thái tàn hồn chứ không phải tán tiên chí tôn chân chính. Có lẽ sư phụ có cách giải quyết tình hình trước mắt, song Dương Bách Xuyên lo lắng sư phụ lại bị thương một lần nữa. Dù sao hắn cũng không thể gọi sư phụ ra mỗi khi gặp khó khăn được, như vậy thì có khác gì tên ăn bám mà người Trung Quốc thường nói đâu. Tên họ Dương nào đó không muốn làm vậy. Trước kia là do năng lực của hắn không đủ, bây giờ hắn không muốn làm liên lụy đến sư phụ. Nếu cứ dựa dẫm vào sư phụ, Dương Bách Xuyên sẽ cảm thấy mình là tên ăn bám. Sự việc quá nghiêm trọng thì nhờ sư phụ giúp thôi, đa phần vẫn phải dựa vào chính mình. Lần này đối mặt với quy mô 400-500 kẻ địch, đây là một thử thách đối với Dương Bách Xuyên. Chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên thi triển Hắc Liên Đại Pháp, phóng linh thức ra xa trăm mét, đột nhiên hắn cảm thấy linh thức tiếp tục phóng xa. Hắn biết là nữ tử Hắc Liên ra tay. 100 mét, 200 mét, 300 mét, 400 mét. Linh thức phóng xa 467 mét thì dừng lại. Đồng thời, giọng nói run rẩy của nữ tử Hắc Liên cũng vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, ta cố gắng hết sức rồi. Đủ rồi, cảm ơn ngươi. Dương Bách Xuyên đáp. Phạm vi 167 mét tuy không bao phủ toàn bộ 436 người, nhưng cũng bao phủ 7-8 phần, tương đương có 380 người bị linh thức của hắn bao phủ. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, như vậy là đủ rồi. Nếu thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp thành công, hắn sẽ dụ nguyên thần của 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn vào không gian Hắc Liên của mình, xa vào bóng tối vô tận. Bước tiếp theo là nhiếp hồn, cần tới sức mạnh thần hồn cường đại của hắn. Đây mới là thử thách thật sự, nhưng Dương Bách Xuyên đã nói trước với sư phụ, tin rằng lúc quan trọng sư phụ sẽ trợ giúp hắn. Một luồng thần hồn minh mông bao phủ 380 người. Hắc Liên nhiếp hồn, thu. Chấm. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tử và thủ lĩnh của bốn thánh địa khác đang đứng đằng xa nhìn mấy trăm tu sĩ độ kiếp đại viên mãn kết trận ngũ hành tấn công. Sức mạnh của tất cả mọi người tạo thành năm cột sáng có đường kính hơn 3 mét, lập tức ập tới đám người Dương Bách Xuyên. Nhìn từ xa giống như năm cây gậy phát sáng khổng lồ dài mấy trăm mét, cực kỳ hoành tráng. Uy lực của sóng khí được tạo thành khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ.
năm thủ lĩnh cùng nhếch môi cười. Bọn họ chờ đợt tấn công này phủ xuống sẽ chạy tới cướp thần thú kỳ lân. Ai cũng mang lòng riêng và đề phòng đối phương, ai cũng muốn cướp kỳ lân non. Lần này các thánh địa ra quân ồ ạt là vì kỳ lân non, chứ một tên Dương Bách Xuyên không đáng để năm thánh địa lớn huy động nhiều người như vậy. Thật ra ác thánh địa đều phái ra hàng trăm tu sĩ độ kiếp đại viên mãn đến đây chỉ vì thần thú kỳ lân mà thôi. Tuy nói các thánh địa có hàng trăm nghìn môn nhân đệ tử, một người người chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nhưng, trên con đường tu chân, ngàn người cũng chẳng có nổi một người đạt đến độ kiếp. Tu luyện tới độ kiếp nào có dễ dàng như vậy? Vì thế, các thế lực thánh địa cũng không có nhiều đệ tử độ kiếp đại viên mãn, huống chi một lần huy động tới trăm người. Năm thánh địa lớn điều động hàng trăm đệ tử độ kiếp đại viên mãn đi đối phó với Dương Bách Xuyên quả là vô liêm sỉ, hơn nữa còn là hành vi cực kỳ vô liêm sỉ. Nhưng bọn họ phái môn hạ đệ tử tới đây cũng chứng tỏ thần thú kỳ lân quan trọng với năm thánh địa lớn cỡ nào. Vì một thần thú kỳ lân mà chẳng cần thể diện. Tất nhiên danh nghĩa là giết Dương Bách Xuyên để báo thù cho môn hạ đệ tử. Nếu không phải vì pháp tắc thái hoang hạn chế, thì e là bọn họ sẽ phái tu sĩ có tu vi cao hơn tới đây. Chấm. Năm cột sáng phóng về phía Dương Bách Xuyên, năm người Minh Nguyệt đứng quan sát, sẵn sàng hành động, chuẩn bị cướp kỳ lân con sau đợt tấn công của mấy trận pháp kết hợp này. Nhưng không ai ngờ được một cảnh tượng quái dị đã xảy ra. Chỉ thấy năm cột sáng khổng lồ từ năm hướng tụ lại, sắp rơi xuống đám người Dương Bách Xuyên thì đột nhiên dừng lại. Tựa như không gian dừng lại. Cột sáng đang bay tới vốn phải rơi xuống đám người Dương Bách Xuyên đã bất động. Sau đó, cột sáng vô cùng chói mắt bắt đầu mờ dần. Xảy ra chuyện gì thế? Minh Nguyệt tiên tử lên tiếng. Có gì đó không ổn. Hình như bọn họ cũng bất động. Không phải bất động, mà là khí tức của bọn họ đang tan biến. Lạ thật, sao lại thế này? Thủ lĩnh của năm thánh địa lớn đã phát hiện ra các đệ tử đã xảy ra chuyện. Ban đầu Dương Bách Xuyên thôi động nguyên thần của mình bao phủ hơn 380 người. Trong lúc nhiếp hồn, hắn nhận thấy lực lượng không đủ, dù sao muốn khống chế nguyên thần của hơn 300 người tiến vào trong không gian Hắc Liên cũng rất khó. Sau khi hắn thôi động thần hồn kích hoạt sức mạnh của không gian Hắc Liên và thi triển thần thông, hơn 380 người thật sự là một số lượng lớn, khiến nguyên thần của hắn suýt tan rã. Nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, hắn không còn đường lui, cho dù nguyên thần tan rã hắn cũng phải dẫn dụ nguyên thần của 380 người này vào không gian Hắc Liên rồi giết chết. Hắn gầm lên trong lòng, thôi động thần hồn đang bất ổn, gia tăng sức mạnh thần hồn. Đúng lúc này, tiếng mắng chửi của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu hắn, thằng nhóc nhúi, con chán sống rồi à. Mặc dù sư phụ đang mắng, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được bình càn khôn trên cánh tay trái chợt nóng lên, có sức mạnh thần hồn cường đại truyền vào trong nguyên thần bất ổn của hắn, cuối cùng thần hồn bất ổn đã ổn định lại. Mặt tái nhợt nhưng môi nở nụ cười, hắn biết là sư phụ đã ra tay truyền sức mạnh thần hồn cho mình. Dương Bách Xuyên thầm thở phào, tiếp tục hô trong lòng, nhiếp hồn cho ta. Lúc này có sức mạnh thần hồn mà sư phụ cho mượn, hắn không còn cảm thấy cố sức nữa. Một giây sau, thần thông Hắc Liên Đại Pháp vận hành đến cực hạn. Từng nguyên thần trên đỉnh đầu của 380 người bị linh thức của hắn bao phủ bất giác bị hắn dẫn dụ ra, kế đó tiến vào trong không gian Hắc Liên. Một khi nguyên thần của bọn họ tiến vào không gian Hắc Liên, trong bóng tối vô tận Dương Bách Xuyên chính là chúa tể, muốn chém muốn giết đều do một ý nghĩ của hắn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nguyên thần của 380 người bị Dương Bách Xuyên nhiếp hồn tiến vào không gian Hắc Liên. Sau đó, Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm, nổi sát ý, nguyên thần của toàn bộ 380 người đều bị hắn giết chết trong không gian Hắc Liên vô biên. Người của năm thánh địa lớn tạo thành trận pháp ngũ hành tấn công, sau khi 380 người mất đi sự sống, trận pháp tự sụp đổ. Lực công kích của 50-60 người còn lại không đáng kể, trận pháp hoàn toàn bị phá giải. Bịch bịch bịch. Sau đó từng tiếng bịch vang lên. Là âm thanh thi thể của 380 người bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt nguyên thần ngã xuống đất. Thấy đồng môn ngã ra đất chết thẳng cẳng, 50-60 người còn lại sợ vỡ mật. Đối với người còn sống mà nói, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị.
Bởi vì không ai biết vì sao các đồng môn bên cạnh lại tự dưng ngã xuống đất, mất đi sức sống. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, cột sáng công kích mà đám người vốn tràn đầy tự tin liên thủ tạo thành lập tức dừng lại rồi biến mất, tiếp đến là từng tiếng bịch bịch. Đó là âm thanh thi thể của đồng môn ngã xuống đất. Không có ai nhìn thấy đồng môn chết thế nào, vô cùng kỳ lạ. Trên người bọn họ không có vết thương nhưng cứ thế chết đi, không còn sự sống. Nếu nói là do kẻ địch thì cũng không đúng. Rõ ràng là đám người Dương Bách Xuyên vẫn bị bọn họ bao vây, cách trận pháp mà bọn họ tạo thành những mấy trăm mét. Mà bọn họ cũng không nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém ra một kiếm, vung ra một quyền về phía mình. Vì thế, 5-60 người còn sống bắt đầu hoảng loạn. Sau lưng túa mồ hôi lạnh. Đó là 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn đấy. Tu sĩ cảnh giới phi thăng muốn giết gần 400 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn cũng không phải chuyện dễ. Không chỉ 5-60 người sống sót, ngay cả 5 thủ lĩnh Minh Nguyệt Tiên Tử cũng nhíu mày. Tình hình chiến trường xoay chuyển 360 độ, bất cứ ai cũng sởn tóc gáy. Nhất là trong tình huống không phát hiện ra bất kỳ điều gì, cảm giác sợ hãi càng khó bề tưởng tượng. 5 người Minh Nguyệt Tiên Tử cùng đổ dồn ánh mắt vào Dương Bách Xuyên. Bởi vì chỉ có mấy người Dương Bách Xuyên là kẻ địch, ở đây không còn bên thứ ba. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên hét to, còn kẻ nào không sợ chết thì cứ xông lên. Câu nói này cho thấy kẻ giết 380 người đúng là Dương Bách Xuyên. 5 người Minh Nguyệt Tiên Tử đều chấn động khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy. Quả nhiên là hắn. Sau giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, trong chiến trường phát ra một tiếng thét to. Không biết là ai trong số 5-60 người còn sống hét lên, ma. Ma quỷ. Sau tiếng hét tràn đầy sợ hãi này, có người xoay người chạy trốn. Có đôi khi nỗi sợ hãi có thể lây lan. Có người thứ nhất chạy trốn, nháy mắt 5-60 người đã chạy như ong vỡ tổ, không dám nán lại trong chiến trường nữa. 380 người chết một cách kỳ lạ, đây là một đòn đả kích nặng nề vào linh hồn những người còn sống. Lúc này làm gì còn ai nghĩ đến chuyện giết Dương Bách Xuyên nữa chứ, chạy trốn mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng bọn họ, không biết Dương Bách Xuyên dùng tà thuật gì mà có thể giết 380 người trong nháy mắt, còn lại 5-60 người bọn họ chẳng bỏ cho Dương Bách Xuyên nhét kẽ răng, lúc này mà không chạy thì chỉ có đường chết. Chúng ta rút thôi, Dương Bách Xuyên quá kỳ lạ, vẫn nên chờ địa tiên từ lá chắn pháp tắc đến bàn bạc thì hơn. Thủ lĩnh của Thiên Kiếm Sơn tái mét mặt mày nhìn Dương Bách Xuyên ở cách mình mấy trăm mét, không kìm được run rẩy nói. Phải đó, vẫn nên, chờ các trưởng lão địa tiên đến bàn bạc rồi tính tiếp. Đi thôi. Dương Bách Xuyên đúng là đại ma đầu, suốt thôi. Năm thủ lĩnh run rẩy nói, rời đi không chút do dự, chỉ sợ mình chậm một bước sẽ bị Dương Bách Xuyên đuổi theo. Không sợ không được, thứ nhất, các đệ tử còn sống đã chạy rồi. Thứ hai, không biết Dương Bách Xuyên đã dùng tà thuật gì mà có thể âm thầm giết chết 380 người, thủ đoạn kỳ lạ này không nhìn thấy sợ không được. Rõ ràng là bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng cách mấy trăm mét không động đậy, vậy mà thoát cái đã giết 380 người. Đúng là năm thủ lĩnh bọn họ mạnh hơn đệ tử bình thường, nhưng có thể mạnh hơn hợp lực của 380 người được chắc. Vì vậy năm thủ lĩnh không có một ai ở lại. Bao gồm cả Minh Nguyệt Tiên Tử trước đó còn tỏ ra trịch thượng nhưng lúc này tâm lý đã sụp đổ. Nháy mắt 5 người đã biến mất. Thật sự là tình cảnh hiện tại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đồng môn đi cùng chết tới 9 phần, không biết phải ăn nói với tông môn thế nào. 5 người quyết định không đánh với tên ma đầu Dương Bách Xuyên này nữa, thủ đoạn của Dương Bách Xuyên đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ, cần phải chờ trưởng lão địa tiên tam chuyển mà 5 thánh địa phái đến quyết định. Các thành địa lớn phái ra 2 nhóm người, một nhóm là các đệ tử độ kiếp đại viên mãn bọn họ, nhóm còn lại là trưởng lão của các thánh địa. Có điều các trưởng lão muốn vào ngoại vực Thái Hoang thì bắt buộc phải xuyên qua lá chắn pháp tắc Thái Hoang, áp chế cảnh giới nên vẫn chưa đuổi tới mà thôi. Hiện tại Dương Bách Xuyên nói còn kẻ nào xông lên tìm chết khiến người của 5 thánh địa lớn sợ vỡ mật, ỉu xìu chạy biến. Người của 5 thánh địa lớn rời đi, để lại thi thể chồng chất như núi. Chủ nhân ngầu quá, thú ngũ hành lập tức nịnh nọt. Dương đại ca, chúng ta thắng rồi, người của 5 thánh địa lớn đã chạy trốn.
Lục Yên Chi cũng lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Thật ra mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý liều mạng, vậy mà chớp mắt Dương Bách Xuyên đã lật tay làm mây úp tay làm mưa, tiêu diệt hơn 300 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn. Biến chuyển chớp nhoáng khiến Thanh Ngưu dùng mình trước vị chủ nhân Dương Bách Xuyên này. Thủ đoạn như vậy thật thần kỳ làm sao? Trong lúc đám thú ngũ hành vui mừng hớn hở, Dương Bách Xuyên nói với sắc mặt tái nhợt, đi trước đã, mau lên. Hắn vừa nói vừa kéo Lục Yên Chi nhảy lên lưng Thanh Ngưu, ra hiệu cho Thanh Ngưu đi nhanh lên. Vừa mới ngồi lên lưng Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên liền hộc máu. Đi thôi. Lúc này mọi người mới biết chủ nhân bị thương, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ai nấy đều hiểu không nên nán lại nơi này lâu. Mặc dù người của năm thánh địa lớn đã rời đi, nhưng nếu như bọn họ phát hiện Dương Bách Xuyên bị thương thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ nhanh chóng rời đi mới là thượng sách, tránh cho người của năm thánh địa lớn phát hiện. Thanh Ngưu lập tức chạy như bay. Lục Yên Chi phát hiện toàn thân Dương Bách Xuyên đều đang run rẩy, Dương đại ca. Nàng lo lắng cất lời. Quả thật Dương Bách Xuyên đã bị thương. Cưỡng ép thôi động nguyên thần nhiếp hồn 380 người khiến hắn bị phản phệ nghiêm trọng, chẳng khác nào dùng sức mạnh quá mức. Không cần lo lắng, ta điều trị một lát là ổn thôi. Chặng đường kế tiếp phải dựa vào mọi người rồi. Giọng nói của Dương Bách Xuyên cũng suy yếu. Dương đại ca cứ yên tâm. Chủ nhân yên tâm, quãng đường không xa, tiếp theo ta có thể đối phó được. Thanh Ngưu đáp lời. Dương Bách Xuyên không nói gì thêm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục nguyên thần bị thương trên lưng Thanh Ngưu. Mặc dù có sư phụ và nữ tử Hắc Liên hỗ trợ thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp thành công, tiêu diệt được 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, nhưng người bị phản phệ chính vẫn là hắn. Hiện tại nguyên thần của hắn không được ổn định bởi vì sử dụng quá độ, vượt ngoài giới hạn vận hành. Nói là rách lỗ chỗ cũng không ngoa. Giết chết 380 tu sĩ độ kiếp, sau đó hô kẻ nào không sợ chết thì xông lên. Thật ra là không thành kế. Nếu lúc đó thật sự có người xông lên thì Dương Bách Xuyên cũng bó tay hết cách. May mà xác của 380 người quá gây sốc, những người khác đều sợ hãi chạy trốn. Tóm lại là lần này hắn mạo hiểm coi như thành công. Khoe khoang chiến tích này ở tu chân giới cũng đủ kiêu ngạo. Nhưng cái giá bỏ ra cũng quá lớn, nguyên thần bất ổn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chữa trị nguyên thần trên lưng Thanh Ngưu là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Dương Bách Xuyên vừa mới nhắm mắt, giọng nói của nữ tử Hắc Liên vang lên trong đầu, có thể dùng sức mạnh thần hồn của 380 người trong không gian Hắc Liên để chữa trị nguyên thần của ngươi. Dương Bách Xuyên vốn định hỏi sư phụ có cách gì không? Nào ngờ nữ tử Hắc Liên đã nói cho hắn một cách. Nghe vậy Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, sau đó hoàn hồn, mừng như nhặt được vàng. Mặc dù không gian Hắc Liên là bóng tối vô cùng vô tận, nhưng cũng là không gian kín. Hắn đã dùng một ý nghĩ tiêu diệt nguyên thần của 380 người, nhưng nguyên thần của những người này sau khi bị tiêu diệt đã biến thành lực thần hồn khổng lồ lưu lại trong không gian Hắc Liên, vừa hay có thể giúp hắn khôi phục nguyên thần của mình. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ trước đây nữ tử Hắc Liên từng nói thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp có thể biến hóa lực thần hồn của đối phương cho bản thân sử dụng. Lần này mạo hiểm cũng đáng giá. Hắn lập tức tiến vào biển ý thức, chìm vào nguyên thần, động ý niệm ngồi xuống Hắc Liên. Ánh sáng đen tỏa ra, một luồng sức mạnh thần hồn bay ra, bị Dương Bách Xuyên hấp thu vào nguyên thần của mình. Bởi vì Dương Bách Xuyên vẫn đang trong trạng thái tu luyện chưa tỉnh, đám Thanh Ngưu cũng dừng lại. Đợi Dương Bách Xuyên tỉnh rồi quyết định. Dù sao thì nơi này cũng là ranh giới núi Vạn Yêu, Thanh Ngưu biết Đầm Hàn là một con đường nhưng lão đã rời khỏi nơi này hơn 3.000 năm, ai biết được có thay đổi gì không? Biết đâu đợi Dương Bách Xuyên tỉnh dậy sẽ có chủ kiến mới. Mọi người quyết định ở bên hồ đợi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, may mà nơi hẻo lánh này cũng không có yêu thú gì xuất hiện, trong 5 ngày tới đây, trên đường cũng gặp phải một số thú dữ nhưng đều bị yêu khí cường đại trên người Thanh Ngưu dọa chạy. Cũng xem như là hành trình suôn sẻ. Hiện tại cứ đợi Dương Bách Xuyên tỉnh rồi quyết định. Chấm. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên tỉnh lại trên lưng Thanh Ngưu. Khi hắn tỉnh lại, hai mắt lóe lên ánh sáng, khí tức tỏa ra từ trên người Dương Bách Xuyên tản khắp nơi. Đây là báo hiệu tu vi của hắn đang tăng lên. Quả thật, sau khi Dương Bách Xuyên hấp thụ năng lượng thần hồn của 380 người, hắn không chỉ chữa trị nguyên thần mà còn khiến nguyên thần tăng thêm một bậc. Lúc này, Dương Bách Xuyên quan sát ý thức hải, nguyên thần của hắn dường như rõ ràng hơn,
trước kia vốn rất mờ nhạt, nhưng hiện tại đã có thể nhìn rõ ngũ quan, đây chính là điểm riêng biệt của nguyên thần cường đại. Bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được, cho dù nguyên thần thoát ly khỏi thể xác thì vẫn có sẽ tồn tại độc lập. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, nếu như nguyên thần rời khỏi cơ thể thì sẽ rất nguy hiểm. Chân khí trong tử phủ cũng trong trạng thái gần đầy, hiện tại nếu Dương Bách Xuyên ra khỏi Thái Hoang, hắn sẽ nắm chắc phần vượt qua được độ thiên kiếp. Hắn vừa nghĩ như vậy, trong đầu đã vang lên tiếng cười mỉa mai của lão đầu, thằng nhóc thối, vừa giết hơn 300 người đã đòi độ kiếp. Con còn kém xa lắm. Lão đầu chết tiệt, độ kiếp với giết người thì có liên quan gì, hơn nữa những người kia muốn giết con trước. Dương Bách Xuyên phản bác. Con biết cái gì, con nghĩ câu thiên đạo tuần hoàn, chỉ là nói chơi thôi sao, nói cho con biết, uy lực của đại thiên kiếp ngoài sức tưởng tượng, nếu dễ dàng vượt qua như vậy. Lần này, không đợi Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên đã ngắt lời, lão đầu chết tiệt, người đừng có mà lừa con, thiên kiếp không có đáng sợ như người nói. Nếu không thì ngũ đại thánh địa thoáng cái đã xuất hiện 400-500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, người đừng có nói với con là bọn họ đều không độ qua thiên kiếp. Vân Thiên Tà cười lạnh, ngu dốt, nói thật với con, uy lực của đại thiên kiếp dựa vào thiên phú sát nghiệp khác nhau của mỗi người. Tư chất càng cao thì uy lực của thiên kiếp càng mạnh, sát nghiệp càng nặng thì thiên kiếp càng lớn, chưa nói tới con đã giết bao nhiêu người, chỉ riêng thành tựu kim đan thập toàn thập mỹ đã quyết định uy lực đại thiên kiếp của con sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên ta mới nói, con trước tiên đừng ra khỏi Thái Hoang độ kiếp, tốt nhất vẫn nên tiếp tục tu luyện đi, con cho rằng chân khí trong tử phủ đạt tới sương mù thì có thể tiến hóa sao? Vi sư nói cho con biết, còn xa lắm, chân khí của người khác hóa thành sương mù, xác suất độ kiếp có lẽ là đủ, nhưng con thì còn chưa đủ, thiên chất kim đan thập toàn, vi sư không biết thiên đạo sẽ đánh xuống thiên kiếp có uy lực như thế nào, nếu như con không chăm chỉ tu luyện thì sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Nghe đây, từ giờ con vẫn nên tiếp tục tu luyện, áp nén chân khí trong cơ thể, đạt tới trạng thái lỏng, đợi khi chân khí ở dạng lỏng đầy thì cũng chính là lúc con độ kiếp, nếu không thì cứ ngoan ngoãn ở Thái Hoang, đừng ra ngoài. Sau khi ra ngoài, một là bị thiên kiếp đánh chết, hai là bị ngũ đại thánh địa mà con đắc tội, à không đúng, bây giờ cộng thêm U Linh Chi Đô thì phải là 6 thánh địa mới đúng, bị 6 thế lực đuổi giết. Chỉ khi con có căn cơ vững chắc mới có thể ra khỏi Thái Hoang, trước mắt thì núi Vạn Yêu là một lựa chọn không tồi. Nếu tiểu tử con thật sự có bản lĩnh thì xây dựng thành tựu ở núi Vạn Yêu, ta thấy chủ ý của Thanh Nghiêu cũng được, có thể thử xem, thật ra trên con đường tu đạo, mỗi một bước đi đều là đang mạo hiểm. Xem qua một lượt, Dương Bách Xuyên mừng rõ, của lão đầu rất dễ tu luyện, hơn nữa theo như giới thiệu, bộ công pháp này không chỉ chuyển hóa chân khí thành yêu khí mà lực lượng ma khí cũng có thể thay đổi. Mặc dù đây chỉ là phương pháp hỗ trợ tu luyện nhưng cũng rất quan trọng với hắn trên con đường sau này. Dương Bách Xuyên rất bội phục lão đầu, không hổ là tán tiên chí tôn, tiện tay cũng có thể sáng tạo ra bộ công pháp như vậy. Lão đầu, người còn gì dặn dò nữa không? Hắn biết sư phụ mình biết rất nhiều bí mật, một chút chỉ bảo cũng có lợi ích rất lớn. Vân Thiên Tà cân nhắc một lúc rồi nghiêm túc nói, cũng không có gì, nhưng không được để ấu thú kỳ lân đi theo con nữa, trước khi trải qua lần hóa thân đầu tiên thì cứ để nó ở trong không gian càn khôn đi. Dù sao thì những người muốn thần thú quá nhiều, nhân tộc thánh địa có thể nghe được tin tức, yêu tộc đương nhiên cũng có thể, con chớ coi thường yêu tộc ở Thái Hoang, ở ngoại vực thì còn tốt, nội vực quả thật có một số yêu thú rất mạnh, không được coi thường, nếu như để lão quái vật biết được ấu thú kỳ lân, ha ha. Đến khi đó con sẽ gặp phiền phức lớn, hiện tại kỳ lân mới chỉ là ấu thú mới phá kén, vẫn chưa thức tỉnh truyền thừa huyết mạch. Không có lực chiến đấu, thế nên để nó ở trong không gian càn khôn sẽ an toàn hơn. Còn nữa, con đừng dừng cho nó ăn, kỳ lân ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng không phải vô ích, đợi khi trong cơ thể tích lũy đủ năng lượng nhất định, huyết mạch kỳ lân sẽ thay đổi, hóa thành kỳ lân chân chính, tới khi đó tiểu tử con có thể tung hoành ngang dọc cả cái tu chân giới, thế nên đừng có keo kiệt, nuôi dưỡng kỳ lân cho tốt, vi sư cũng muốn xem thử, sau khi kỳ lân biến hình sẽ trở thành thần thú như thế nào. Đương nhiên những chuyện này phải làm từng bước một, quan trọng là phải kiên trì, vi sư cần phải nghỉ ngơi, lần này con hành động quá điên cuồng, làm bao nhiêu sức mạnh thần hồn khó khăn lắm vi sư mới tích trữ được, toàn bộ đã đắp hết lên người con, tiểu tử con đúng là không phải người, không biết đau lòng cho sư phụ, không phải thời điểm đe dọa tới tính mạng thì đừng gọi ta, thế nhé. Câu cuối,
Vân Thiên Tà như mắng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thấy tính tình cổ quái, lật mặt còn nhanh hơn lật sách của sư phụ mình thì cười khổ, vừa rồi còn đàng hoàng chững chạc, thoáng cái đã trực tiếp mắng người. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết sư phụ đối xử với mình rất tốt, mặc dù mỗi lần đều mắng hắn nhưng ở thời khắc nguy hiểm, ông đều dốc hết sức lực, dùng sức mạnh tàn hồn còn sót lại để giúp đỡ hắn. Dương Bách Xuyên hiểu, ngoài miệng lão đầu mắng hắn giống như không thèm quan tâm, nhưng thực tế thì lần nào cũng hao tổn rất lớn. Cảm động một lúc, Dương Bách Xuyên nhảy từ trên lưng Thanh Ngưu xuống, dặn dò Đá Đả Thiên và Trồn Nhi canh gác ở xa, hắn chuẩn bị truyền thụ cho Lục Yên Chi pháp lực hóa thân, thần thông thiên biến vạn hóa bách biến chí tôn và nguyên khí quyết, dù sao thì lần này tiến vào núi Vạn Yêu, Lục Yên Chi cũng đi theo cạnh hắn, không thể vào lại trong bình càn khôn, điều này không khác gì với việc nhốt Lục Yên Chi lại, đây là điều mà hắn không mong muốn. Có hai loại công pháp tu luyện, bọn họ có thể bắt chước thành yêu thú, đủ để đi lại ở núi Vạn Yêu. Sau khi truyền lại công pháp cho Lục Yêu Chi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dẫn ngé con vào trong không gian càn khôn, sắp xếp xong cho ngé con, lão đầu nói đúng, mặc dù ngé con là thần thú nhưng cũng chỉ là ấu thú vừa mới phá kén, chưa lột xác huyết mạch, ở hang ổ của yêu thú như núi Vạn Yêu này, yêu thú nhắm tới ngé con quá nhiều. Khó tránh khỏi việc bị lão yêu quái biết được, bắt ăn để gia tăng tu vi. Tìm được một gốc cây lớn, Dương Bách Xuyên dẫn ngé con vào trong, dặn Thanh Ngưu hộ pháp. Ban đầu, bình càn khôn chỉ có đường kính 1.000 mét, mà bây giờ chu vi đã hơn 10 dặm. Hắn dùng linh thức đảo qua toàn bộ không gian càn khôn. Đương nhiên chỉ là không gian mở rộng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sau khi bình càn khôn hấp thụ sức mạnh dung hợp thất tinh ở Thiên Yêu Hành Cung, lúc đó hắn cũng không có thời gian xem thử bình càn khôn có biến hóa gì không. Hiện tại nhìn thấy thay đổi lớn như vậy. Sức mạnh to lớn của dung hợp thất tinh bị bình càn khôn hấp thụ, không thay đổi mới lạ. Lúc này trông thấy, thay đổi này quả thật là rất lớn. Cùng tiến hóa với không gian càn khôn còn có hồ cá rồng, trước kia chỉ là một cái ao nhỏ có diện tích 3 mét vuông, sau nhiều lần tiến hóa đã biến thành một cái hồ rộng hơn 100 mét. Còn có một núi linh đào không cao mấy, vườn linh dược Dương Bách Xuyên tự tay trồng. Bây giờ Dương Bách Xuyên nhìn qua, toàn bộ không gian càn khôn đã tăng chu vi lên tới hơn 10 dặm, gấp rất nhiều lần. Cuối cùng, phía đông cũng xuất hiện một ngọn núi cao gần trăm trượng, ánh sáng mập mờ chớp động, cộng thêm núi linh đào, đây là ngọn núi thứ hai xuất hiện trong bình càn khôn, ngọn núi này rất lớn. Một ngọn núi thật sự, cao ngàn trượng xuyên thẳng tận mây xanh. Một thay đổi đặc biệt lớn là, Dương Bách Xuyên phát hiện không gian càn khôn xuất hiện sao trời, màu sắc trước kia của không gian này chỉ là một mảnh hỗn độn. Nhưng hiện tại bên ngoài chu vi 10 dặm vẫn là sương mù dày đặc, phía chân trời lại xuất hiện ngôi sao, chỉ thiếu mặt trời mặt trăng thì nơi này sẽ là một thế giới chân chính. Dương Bách Xuyên tin tưởng, lần thăng cấp tiếp theo, không gian càn khôn sẽ xuất hiện mặt trăng và mặt trời, đến khi đó thì hắn sẽ có một thế giới của riêng mình. Mặc dù hiện tại chỉ có sao, nhưng đây cũng là một điểm báo trước. Thế giới hoàn chỉnh có sự vận động theo chu kỳ. Sau này không chừng không gian càn khôn sẽ trở thành một thế giới chân chính. Có tuần hoàn ngày đêm, tu luyện trong bình càn khôn sẽ ngộ ra tu luyện thiên đạo, tới lúc đó không gian này sẽ hóa thành cõi bồng lai để tu luyện. Bốn phía đông, tây, nam, bắc, hướng tây là núi linh đào, hướng đông đã xuất hiện ngọn núi mới cao cả nghìn mét, cứ theo tình hình này, có lẽ mai sau hướng nam, bắc cũng sẽ có núi lớn xuất hiện. Dương Bách Xuyên không biết sẽ xuất hiện bất ngờ gì. Nhưng dù sao cũng là tín hiệu tốt. Linh khí ở không gian càn khôn vô cùng nồng đậm, đi trong vườn linh dược, Dương Bách Xuyên phát hiện cây mình trồng có tốc độ trưởng thành nhanh nhơn, nhiều linh dược đã có thể hái được, linh khí ngày càng mạnh. Trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên xuất hiện ngay dưới chân núi ở phía đông. Điều khác biệt hoàn toàn với núi linh đào ở phía tây, ngọn núi này có màu đen tuyền, như thể bị lửa thiêu rụi, nhưng kỳ lạ thay. Ngọn núi này mang lại cho hắn một loại sức sống thuần dương, rất kỳ quái. Trong sương mù dày đặc, Dương Bách Xuyên phát hiện trên đỉnh núi có ánh sáng tím như ẩn như hiện. Sau khi leo bộ lên, hắn trông thấy một gốc cây tỏa ra ánh sáng màu tím. Nhìn từ xa, ánh sáng tím được phát ra từ cái cây này. Đến gần hơn, hắn mới phát hiện ra đó là một cây linh thụ màu tím cao bằng người, toàn thân đều là màu tím. Vốn dĩ hắn cho rằng đây sẽ là một cây linh quả gì đó giống như linh đào. Nhìn kỹ mới phát hiện, trên cây không có lấy một quả,
nhưng ở ngọn lại có 5 cái lá rất khác với những chiếc lá thông thường. Đứng cách 3 mét, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn 5 chiếc lá đặc biệt giống như một bông hoa màu tím đang nở rộ. Tổng cộng có 5 chiếc lá, mỗi chiếc lá lại có 5 đầu nhọn giống như bàn tay của con người, ở giữa lại có họa tiết như đám mây thêu trên lá. Từ thân cho tới lá đều tỏa ra ánh sáng màu tím, duy chỉ có ngọn lá là khác nhau, đám mây phía trên được hình thành bởi những đường màu vàng mỏng, hoa văn trên mỗi chiếc lá nhìn có vẻ giống nhưng thực chất đều khác nhau, nhìn kỹ hơn thì mỗi chiếc lá này có 5 loại hoa văn không giống. Dương Bách Xuyên tò mò, trong lòng hơi sao động, dựa theo những lần trước, mỗi lần bình càn khôn hấp thụ năng lượng của thế giới bên ngoài để thăng cấp, bên trong đều sẽ xuất hiện một bảo vật. Đầu tiên là nước sinh mệnh, sau đó là cây linh đào trên núi linh đào, đương nhiên nước sinh mệnh của hắn đã tiến hóa 2 lần, bây giờ nước sinh mệnh đã hóa thành 3 giọt màu tím, nhưng sức sống ngày càng mãnh liệt, điều đặc biệt là nước sinh mệnh còn có tác dụng tiến hóa và biến hóa yêu thú, có thể khiến cho hắn khống chế được bọn chúng. Nhưng trên đỉnh núi đen như than vừa xuất hiện lại không có một ngọn cỏ nào mọc, ngoại trừ một cái cây màu tím. Dương Bách Xuyên chắc chắn, đây cũng là bảo vật sau khi bình càn khôn hấp thụ năng lượng thất tinh ở Thiên Yêu Hành Cung, cũng giống như nước sinh mệnh, cây linh đào. Đương nhiên sẽ không phải vật tầm thường. Dương Bách Xuyên rất kích động, không tự chủ đi về phía trước, đến trước gốc cây chạm tay 5 chiếc lá, hắn muốn biết 5 chiếc lá này rốt cuộc là thứ gì. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần chạm vào thì hắn sẽ có được thông tin phản hồi. Sau khi Dương Bách Xuyên đưa tay chạm vào một trong 5 chiếc lá, những chuyện xảy ra tiếp theo làm Dương Bách Xuyên sợ chết khiếp, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Ầm ầm, đùng đoàng. Sấm sét cuồn cuộn, tia chớp nổ như pháo hoa vô cùng sáng chói, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên bị sấm đánh tới ù tai, hắn nhìn cây màu tím hay nói đúng hơn là sấm sét phát ra từ 5 chiếc lá kia. 5 chiếc lá to bằng lòng bàn tay em bé nổ ra sấm sét, tương tác qua lại với bầu trời trong không gian càn khôn, tiếng sấm rung trời, Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng rằng sấm sét phát ra từ 5 chiếc lá, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngọn núi cao ngàn trượng. Sấm sét lan tràn xuống tới chân núi, cả ngọn núi bị sét đánh. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu, vì sao ngọn núi này lại giống như bị lửa thiêu, một cây cỏ cũng không có nhưng lại tỏa ra sức sống thuần dương như vậy. Hóa ra là bởi vì cái cây màu tím này, hoặc nói đúng hơn là bởi vì sấm sét. Sấm sét mạnh mẽ, thuần dương nhưng cũng tượng trưng cho sức sống, vạn vật trên thế giới đều cần sấm sét thức tỉnh. Hóa ra là như vậy. Mặc dù Dương Bách Xuyên bị dọa sợ nhưng hắn không cảm nhận được lực công kích của sấm sét. Hắn nghĩ có lẽ mình là chủ nhân của bình càn khôn, cũng là chủ nhân của không gian này, cây màu tím này phát ra sấm sét hung mãnh như vậy cũng là từ lực lượng của không gian càn khôn. Sẽ không đả thương chủ nhân. Sau khi bị sấm sét cuồn cuộn dọa sợ, ngồi phịch xuống đất, toàn thân như bị điện giật, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn lại xuất hiện một tin tức. Thông tin liên quan tới cái cây và 5 chiếc lá màu tím này. Hóa ra cây này gọi là Tử Vân Ngũ Lôi. 5 lá trên ngọn cây chính là lá ngũ lôi, lá cây mang 5 loại thuộc tính sấm sét kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể phát nổ với sức mạnh cực lớn trong môi trường có đủ 5 yếu tố. Ví dụ ở dưới nước sẽ có thể phát huy thủy lôi với uy lực mạnh nhất, trên rừng, núi đá, mặt đất, dù sao thì chỉ cần trong môi trường thuộc tính ngũ hành thì sẽ phát huy được 5 loại sấm sét của lá tử vân. Một cây tử vân ngũ lôi chỉ có 5 cái lá, nếu hái xuống thì phải mất 5 tháng sau mới mọc lại, thời gian tái sinh chậm hơn rất nhiều so với nước sinh mệnh và linh đào. Mặc dù là tử vân mất tới 5 tháng nhưng lại có thể thu hoạch cùng một lúc. Đây cũng xem như là ưu điểm. Sau khi nắm được thông tin, Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần rồi cười lớn. Cây tử vân ngũ lôi xuất hiện trong không gian càn khôn lần này thực sự là một bảo bối. So với linh đào và nước sinh mệnh thì tử vân ngũ lôi là một bảo bối mang tính công kích. Đây là lần đầu tiên bình càn khôn xuất hiện bảo vận có thể tấn công, Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Lần này không gian bình càn khôn xuất hiện bảo vật loại hình công kích như cây tử vân ngũ lôi cũng là nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Hắn càng cảm thán bình càn khôn thần kỳ, thần bí. Vậy mà còn có thể xuất hiện bảo thụ công kích như cây tử vân ngũ lôi, hắn đang nghĩ lần sau bình càn khôn thăng cấp không biết liệu có thể xuất hiện bảo vật công kích khác không. Tóm lại hắn càng ngày càng cảm thấy bình càn khôn thần bí, thật sự không biết là trọng bảo gì, trong lòng cũng ngày càng cảnh giác sau này không thể tùy tiện để lộ bí mật của bình càn khôn. Sau khi xuống núi, lúc này Dương Bách Xuyên mới nhớ ra còn có ngé con.
Sau khi núi Ngũ Lôi xuất hiện, hắn đã làm lơ ngé con rồi. Dương Bách Xuyên không biết ngọn núi như Than Cốc này vốn có tên không, hoặc nó là núi gì, nhưng bây giờ hắn cảm thấy gọi là núi Ngũ Lôi rất hợp với tình hình. Linh thức quét qua phát hiện ngé con vậy mà đang ở ven bờ hồ cá rồng, nhưng lúc này ngé con lại nằm gục ở bờ hồ cá rồng, giống như đang ngủ say. Tên này đúng là tự tại không sợ người lạ. Hắn lắc đầu tự nói, bước ra một bước xuất hiện ở bên cạnh ngé con. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại trợn to mắt. Địch, ngé con. Dương Bách Xuyên đến ven bờ hồ cá rồng, không nhịn được văng tục. Hắn phát hiện nước sinh mệnh trên đá sinh mệnh ở đầu nguồn hồ cá rồng không còn một giọt. Rất rõ ràng là bị ngé con ăn rồi. Ba giọt nước sinh mệnh không còn lại một giọt, đã bị ngé con nuốt hết tất cả. Mặc dù hồ cá rồng có cá rồng và Mai Tỷ, nhưng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên chưa được sự cho phép của hắn, Mai Tỷ chưa từng động vào, cũng sẽ ràng buộc cá rồng. Hơn nữa Mai Tỷ vẫn luôn lo lắng vấn đề tiến hóa của cá rồng, theo cách nói của nàng ấy thì tương lai cá rồng đều có thể tiến hóa thành rồng. Cho nên mãi đến bây giờ nàng ấy đều đang hướng dẫn cá rồng tu luyện ở Long Cung đáy hồ cá rồng thời gian dài, hoàn toàn sẽ không lên trên. Rõ ràng là ngé con đã nuốt ba giọt nước sinh mệnh. Hắn quan sát ngé con, lúc này cả người ngé con đều tỏa ra một dao động năng lượng mạnh mẽ, trông như đang ngủ say, thực ra càng giống như tiến vào loại trạng thái tu luyện nào đó. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, có lẽ là sau khi ngé con nuốt nước sinh mệnh đã tiến vào trạng thái biến đổi huyết mạch. Lão đầu từng nói ngé con muốn có thiên phú của thần thú Kỳ Lân chân chính, thì phải biến đổi huyết mạch, cần lượng lớn thiên tài địa bảo nuôi dưỡng ngé con. Bây giờ xem ra tạm thời không cần rồi. Ba giọt nước sinh mệnh nói ra thì ít, nhưng bản thân nước sinh mệnh lại có tác dụng lớn đối với việc tiến hóa huyết mạch của yêu tộc. Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy cũng tốt, nếu không để ngé con biến đổi huyết mạch, hắn còn phải đi tìm lượng lớn thiên tài địa bảo cho nó ăn, bây giờ lại có thể thở phào rồi. Lúc trước, cả đường đi ngé con đã ép sạch sẽ thiên tài địa bảo trên người hắn, một linh thạch cũng không để lại cho hắn, đã đúng thật là bị ngé con ăn phá sản. Mặc dù lúc này trong nháy mắt ngé con đã nuốt cả ba giọt nước sinh mệnh, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ cho ngé con ăn nước sinh mệnh, nhưng cả đường đều bị người đuổi giết. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ giữ lại nước sinh mệnh có thể trị thương cho mọi người, không thể để ngé con lãng phí. Bây giờ đã thoát được kẻ địch, ba giọt nước sinh mệnh bị ngé con ăn rồi thì ăn thôi, dù sao sớm muộn cũng định cho ngé con nước sinh mệnh. Cũng may nước sinh mệnh bây giờ cứ cách 9 ngày là sẽ lại xuất hiện một giọt, một tháng 3 giọt nước sinh mệnh sẽ xuất hiện lại lần nữa, không phải vấn đề. Ngược lại nếu như 3 giọt nước sinh mệnh có thể khiến ngé con biến đổi huyết mạch vậy thì vô cùng đáng giá. Nhìn ngé con tiến vào ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại, Dương Bách Xuyên không quản nó nữa, trong lòng chợt động, thoát ra khỏi bình càn khôn, xuất hiện ở động cây bên ngoài. Hắn chuẩn bị tu luyện quen thuộc nguyên khí quyết. Để chuẩn bị cho việc tiến vào thành Vạn Yêu của dãy núi Vạn Yêu sắp tới. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi tu luyện thành công. Dựa vào thuật thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn có thể dùng pháp lực ngưng tụ thành thân thể yêu thú, Dương Bách Xuyên huyễn hóa thành một sơn dương bình thường, dựa vào nguyên khí quyết thúc dục chân khí chuyển hóa thành yêu lực. Cộng thêm có đá huyễn yêu thanh nghiêu cho, dù là khí tức hay là cơ thể, yêu lực đều đã thành yêu tộc. Như vậy cuối cùng cũng coi như giải quyết được vấn đề trà trộn vào thành Vạn Yêu, không cần lo lắng sẽ bị yêu thú của thành Vạn Yêu nhìn thấu. Hắn biến thành Sơn Dương, Lục Yên Chi thì biến hóa nhanh chóng cũng biến thành Sơn Dương, vừa hay là một cặp một đen một trắng với Dương Bách Xuyên. Biến thành thân thể yêu thú chính là phòng bị, Thanh Nghiêu từng nói ở thành Vạn Yêu có rất nhiều yêu thú đều biến thành hình người, bởi vì tất cả thành Vạn Yêu đều là mô phỏng nhân tộc. Sau khi hai người thành công, Dương Bách Xuyên biến thành Sơn Dương màu đen nói tiếng người, cười ha ha nói, được rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi, từ nay về sau làm yêu quái, ha ha. Ánh sáng xanh trên người Thanh Nghiêu chợt lóe lên biến thành một người trung niên mặc áo dài nam màu xanh. Nó vốn chính là yêu tộc ngược lại không cần lo lắng vấn đề yêu lực, điều duy nhất cần thay đổi chính là khí tức, bởi vì gia tộc của Thanh Nghiêu chính là chủ nhân của thành Vạn Yêu, khí tức của Long Trùng Thanh Nghiêu rất đặc biệt, nếu như không thay đổi khí tức. Thì rất dễ bị người ta nhận ra. Nhưng mà Thanh Nghiêu dùng đá huyễn yêu thay đổi khí tức của nó thành khí tức của một con gấu chó, chỉ cần không bị hiện ra bản thể, thì sẽ có ai biết nó là Long Trùng Thanh Nghiêu, phân biệt từ khí tức thì chính là một gấu chó yêu. Chủ nhân,
bên dưới hàn đàm này chính là mật đạo tiến vào thành Vạn Yêu, là tiền bối tộc ta để lại. Năm đó ta chính là trốn ra Thăng Thiên từ chỗ này, tiến vào mật đạo đi khoảng 10 ngày, chúng ta sẽ có thể đến sông Thanh Ngưu của thành Vạn Yêu, sông Thanh Ngưu là sân sau của nhà ta. Nhưng bây giờ, ai, nói đến phần sau, Thanh Ngưu bắt đầu thở dài. Được rồi lão Ngưu, ta đồng ý giúp ngươi cứu tộc nhân, nếu như có khả năng không chừng còn có thể khiến tộc Long Trùng Thanh Ngưu ngươi lại trở thành chủ nhân của thành Vạn Yêu lần nữa. Đi thôi, vào thành Vạn Yêu trước rồi nói sau. Dương Bách Xuyên an ủi nói. Đi mau, bây giờ người có thể lần theo dấu vết tới chắc chắn là cao thủ của ngũ đại thánh địa. Dứt lời, Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Thanh Ngưu dẫn đường vào nước. Thanh Ngưu lập tức dẫn nhóm thú ngũ hành nhảy vào trong nước. Dương Bách Xuyên lại chợt lách người đến chỗ mấy nghìn mét, đánh một chưởng lên một ngọn núi nhỏ. Ầm ầm, cả đỉnh núi bị Dương Bách Xuyên phá sập, sau đó Dương Bách Xuyên mới nhanh chóng trở về cạnh hàn đàm nhảy vào hàm đàm, rời đi. Hắn làm như vậy cũng là để đảm bảo, sợ bị đuổi theo, phá sập một đỉnh núi chính là mê hoặc người, khiến người ta cho rằng bọn họ đã tiến vào dãy núi Vạn Yêu. Mặc dù tiến vào hàn đàm khí tức của bọn họ sẽ biến mất, nhưng cũng là đề phòng vạn nhất. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên rời đi được mấy phút, có 7-8 khí tức đến nơi, nhao nhao đáp xuống đỉnh núi Dương Bách Xuyên phá sập. 7 người này chính là địa tiên tam chuyển của thất đại thánh địa, mỗi một người đều là từ chỗ màn chắn quy tắc đến. Thông Thiên Cung, Thánh Địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, còn có Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện. Cùng với một người của U Linh Chi Đô. Ngoài Hoàng Triều Hiên Viên và Thánh Địa Đao Chủng không có người đến, có 7 trưởng lão trong cửu đại Thánh Địa đã đến. Đương nhiên trong 7 người này, ngoài Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện ra, thì đều là đến đuổi giết Dương Bách Xuyên, hoặc nói là đến cướp đoạt ấu thú Kỳ Lân. Có điều trưởng lão của U Linh Chi Đô là ngoại lệ, mục tiêu của nàng ta là thần thông truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn ở trên người Dương Bách Xuyên. Dù sao 7 người đều là trưởng lão của các đại thánh địa, tất cả đều là vì Dương Bách Xuyên. Trưởng lão của thất đại thánh địa chỉ có Từ Hữu Đạo là đến bảo vệ Dương Bách Xuyên, 6 người còn lại có thể nói đều là kẻ địch bây giờ của Dương Bách Xuyên. Từ Hữu Đạo và Võ Văn Trạch tiến vào ngoại vực Thái Hoang khá sớm, hai người từng ra tay đánh nhau vì Dương Bách Xuyên, chỉ là không ai làm gì được ai, đành phải dừng tay, dù sao Dương Bách Xuyên cũng chạy trốn rồi. Còn 5 người sau đến khá muộn. Nhưng lại bị một tin tức của đệ tử trong môn làm cho kinh ngạc. Sau khi 50-60 đệ tử còn sống của 5 đại thánh địa tụ họp với trưởng lão của bọn họ, đã báo cáo tin tức Dương Bách Xuyên chém giết nguyên 380 độ kiếp đại viên mãn một cách quỷ dị. Theo trưởng lão mấy đại thánh địa, cho dù là những địa tiên như bọn họ cũng không thể một hơi xử lý hết 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn trong thời gian ngắn. Có thể giết hơn 300 người chắc chắn là công lao của thần thú Kỳ Lân ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, cho dù không phải thì chắc chắn vẫn có liên quan. Dù sao trưởng lão của mấy đại thánh địa càng không tha cho Dương Bách Xuyên, hoặc có thể nói là không tha cho thần thú Kỳ Lân, bắt đầu lần theo dấu vết Dương Bách Xuyên. Trưởng lão của thánh địa Vạn Linh Võ Văn Trạch sử dụng dị trùng Thái Hoang, cuối cùng hôm qua đã tìm được tung tích của Dương Bách Xuyên, một mạch đuổi theo đến đây. Khí tức biến mất rồi. Xem ra tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia đã tiến vào dãy núi Vạn Yêu, các vị thấy thế nào? Võ Văn Trạch phụ trách lần theo dấu vết Dương Bách Xuyên, đến nơi này, khí tức của Dương Bách Xuyên đã biến mất, nhưng đã đến ranh giới dãy núi Vạn Yêu. Dãy núi Vạn Yêu quỷ dị, ai cũng biết gần như chắc chắn Dương Bách Xuyên đã vào trong. Ha ha, Võ Văn Trạch có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo vào đi. Từ Hữu Đạo cười to thành tiếng châm biếm Võ Văn Trạch. Hai người ai cũng không đánh lại đối phương. Nhưng cũng không tiếp tục chém giết, bọn họ cảm thấy không đáng phải đi đến bước này, cũng không đến mức thật sự trở mặt. Sau khi trưởng lão của mấy nhà khác xuất hiện, Từ Hữu Đạo chỉ sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt nên cũng đi theo, ai ngờ tung tích của Dương Bách Xuyên vậy mà đã bước vào ranh giới của dãy núi Vạn Yêu rồi. Điều này khiến Từ Hữu Đạo thở phào trong lòng, mặt khác cũng thấy lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Dãy núi Vạn Yêu không phải chỗ tốt lành gì đối với nhân tộc. Thở phào là vì Dương Bách Xuyên chưa bị tìm thấy, có thể hiểu được nếu như bị trưởng lão của mấy thánh địa này đuổi kịp thì hắn sẽ có hậu quả thế nào. Mặc dù Từ Hữu Đạo cũng là cấp bậc trưởng lão địa tiên tam chuyển, nhưng bỗng chốc phải đối mặt với 5-6 người cùng cấp, rất khó bảo vệ Dương Bách Xuyên chu toàn. Còn lo lắng là Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vạn Yêu,
vì sự khủng bố của dãy núi Vạn Yêu không hề kém hơn bị trưởng lão mấy thánh địa đuổi kịp. Cả dãy núi Vạn Yêu được xưng là bầy tộc Vạn Yêu, vạn ngọn núi, nghe nói mỗi một ngọn núi đều có một đại yêu thống lĩnh. Dãy núi Vạn Yêu chính là một sào huyệt của yêu tộc ngoại vực Thái Hoang, thử nghĩ sau khi một nhân tộc tiến vào còn có thể sống sót không? Đáp án thì không cần nói cũng biết. Cho nên Từ Hữu Đạo lo lắng. Đối với sự châm biếm của Từ Hữu Đạo, Võ Văn Trạch lạnh lùng cười nói, họ Từ, tiểu tử kia tiến vào dãy núi Vạn Yêu, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có một con đường chết, người bảo vệ hắn, bây giờ ngươi có thể tiến vào bảo vệ, ha ha. Hừ, Từ Hữu Đạo lườm Võ Văn Trạch, lại híp mắt nhìn về phía dãy núi Vạn Yêu. Trong lòng ông biết rõ, nếu như Dương Bách Xuyên thật sự tiến vào dãy núi Vạn Yêu, vậy chỉ có một con đường chết. Hiện giờ ông cũng hết cách rồi, chỉ có thể canh chừng những người này. Ngay lúc Từ Hữu Đạo và Võ Văn Trạch cãi nhau, trưởng lão của núi Thiên Kiếm nhìn về phía trưởng lão của Thông Thiên Cung, nói, họa trưởng lão quyết định đi, có nên tiến vào dãy núi Vạn Yêu không? Ở ngoài mặt, Thông Thiên Cung mãi mãi chiếm vị trí lão đại ca, cho nên trưởng lão của núi Thiên Kiếm đã lên tiếng bảo trưởng lão Thông Thiên Cung quyết định. Trưởng lão của Thông Thiên Cung là một mỹ phụ trung niên, tên là Họa Phượng Lan. Nghe trưởng lão núi Thiên Kiếm nói, Họa Phượng Lan nhìn dãy núi Vạn Yêu mênh mông, thong thả nói, dãy núi Vạn Yêu có đại yêu cấp bậc tôn vương, hơn nữa chắc chắn không chỉ một con, bây giờ chúng ta bị lực quy tắc Thái Hoang áp chế cảnh giới, tiến vào dãy núi Vạn Yêu không phải lựa chọn thông minh. Hơn nữa mục tiêu như chúng ta quá lớn, một khi xông vào dãy núi Vạn Yêu bị bầy yêu nhắm vào sẽ rất nguy hiểm. Ta nghĩ, Dương Bách Xuyên kia tiến vào dãy núi Vạn Yêu cũng sẽ không đi vào quá sâu, chỉ là cần trốn tránh chúng ta, nếu dưới tình huống bình thường, có thể hắn sẽ chờ chúng ta rời đi rồi ra ngoài. Nếu như chúng ta đuổi tiếp chắc hắn sẽ rất nguy hiểm, tiếp tục vào sâu trong dãy núi Vạn Yêu, đến lúc đó chúng ta đuổi theo thế nào cũng sẽ dẫn tới sự công kích của đại yêu, lợi bất cập hại. Cho nên chúng ta đợi ở ngoài dãy núi Vạn Yêu là được, không biết ý của các vị thế nào. Chỉ cần Dương Bách Xuyên ra ngoài thì bọn họ sẽ có thể bắt được Dương Bách Xuyên. Sau khi bàn bạc, bọn họ đều trốn trong chỗ tối đợi Dương Bách Xuyên. Còn về người của Trường Sinh Điện là Từ Hữu Đạo thì bị làm lơ rồi, tất cả mọi người đều biết Từ Hữu Đạo đang giúp Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không tiến hành chém giết với Từ Hữu Đạo. Bởi vì người của Trường Sinh Điện không dễ chọc, hơn nữa Từ Hữu Đạo còn là trưởng lão của Trường Sinh Điện, không phải đệ tử bình thường. Nếu như là một đệ tử bình thường của Trường Sinh Điện, nói giết cũng dễ thôi, còn Từ Hữu Đạo là trưởng lão của Trường Sinh Điện, tu vi còn ngang bọn họ. Đương nhiên, nếu như mấy người bọn họ liên thủ lại vẫn có thể giết chết Từ Hữu Đạo. Nhưng mà điều này không cần thiết, mục tiêu của mọi người là Dương Bách Xuyên, không cần thật sự trở mặt với Trường Sinh Điện. Tất nhiên Từ Hữu Đạo sẽ không rời đi, chỉ là giữ khoảng cách với mấy người khác, ông phải canh chừng những người này. Lỡ như Dương Bách Xuyên ra ngoài thì nhất định phải cứu. Dương Bách Xuyên không biết người của mấy đại thánh địa canh ở vòng ngoài dãy núi Vạn Yêu đợi hắn ra ngoài. Trưởng lão của mấy đại thánh địa cũng không ngờ tới Dương Bách Xuyên trực tiếp đến thẳng thành Vạn Yêu trung tâm của dãy núi Vạn Yêu thông qua mật đạo. Hơn nữa tính toán của hắn là sau khi tiến vào trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. 10 ngày sau, Thanh Ngưu dẫn nhóm Dương Bách Xuyên xuất hiện ở sông Thanh Ngưu. Theo lời Thanh Ngưu nói, sông Thanh Ngưu thông thẳng đến sân sau nhà bọn họ. Sau khi mấy người Dương Bách Xuyên đi theo Thanh Ngưu ngoi ra từ đáy nước, quả thật phát hiện một hậu hoa viên. Chỉ là đã mọc đầy cỏ dại trông vô cùng hoang vu, còn có thể nhìn thấy bóng dáng khu kiến trúc to lớn đổ nát ở phía xa. Cuối cùng cũng ra ngoài, ngộp chết ta rồi. Sau khi lên bờ, thú ngũ hành nói. Dương Bách Xuyên cũng phun ra khí đục, quả thật sau khi tiến vào một mật đạo từ đầm hàn. Mấy người bọn họ vẫn luôn đi trong lòng đất, thật sự đi 10 ngày mới ngoi ra khỏi con sông này. Trong lúc đó, cứ đi một đoạn đều sẽ có kết giới môn hộ, Thanh Ngưu thuần thục đánh ra pháp quyết mở cửa. Thời gian 10 ngày, Dương Bách Xuyên cũng không nhớ rõ Thanh Ngưu đã mở bao nhiêu kết giới môn hộ, nhưng nói ít cũng đến hơn 100 kết giới môn hộ. Mỗi một kết giới môn hộ đều là trận pháp yêu tộc mạnh mẽ phức tạp, nếu như không có pháp quyết tương ứng mở ra, tùy tiện chạm đến không chỉ sẽ bị trận pháp công kích. Có lẽ còn bị nhốt ở bên trong. Cho nên Dương Bách Xuyên biết mật đạo này rất bí mật, chắc chắn rất khó bị phát hiện, hắn cũng không lo lắng người của mấy đại thánh địa đuổi đến nữa. Sau khi lên bờ, Thanh Ngưu quỳ xuống với khu kiến trúc cách hơn mấy nghìn mét, nước mắt đầy mặt.
Hơn 3.000 năm trước, tộc Long Chủng Thanh Ngưu mạnh mẽ có mấy nghìn tộc nhân đã chết ở đây. Mấy người Dương Bách Xuyên không quấy rầy Thanh Ngưu nhỏ giọng thút thít, chờ đợi hắn tưởng niệm. Một canh giờ sau, Thanh Ngưu mới đứng dậy lau nước mắt, nói, khiến chủ nhân chê cười rồi, chúng ta đi thôi, không thể đến khu kiến trúc, ở đó chắc chắn có người của tứ đại yêu tôn Đông Nam Tây Bắc canh chừng. Từ nơi này đi đường vòng có động chuột đất, có thể ra ngoài, sau đó có thể đến đường phố. Dương Bách Xuyên vỗ vai Thanh Ngưu, nói, đừng buồn, ta từng nói ta sẽ giúp ngươi, cũng sẽ giúp ngươi giải cứu tộc nhân của ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tộc nhân của ngươi phải còn sống. Nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ trả thù giúp ngươi, là chủ nhân của ngươi, ta vẫn nên chịu phần trách nhiệm này, đi thôi. Lão Ngưu cảm ơn chủ nhân, đợi chúng ta sắp xếp xong, ta sẽ đi tra tìm tung tích tộc nhân bị nhốt. Thanh Ngưu cảm ơn và đi trước dẫn đường. Đoàn người rẽ ngang rẽ dọc nửa canh giờ, đến một tường thành cũ kỹ cổ xưa, trên tường răng đầy phù văn, tản ra yêu khí mạnh mẽ. Theo lời Thanh Ngưu nói, bức tường là tường vây của nhà lão Ngưu bọn họ, phù văn trên tường là trận pháp, chắc do tứ đại yêu tôn bày ra để có thể đề phòng có người tới gần, dù sao nơi này cũng là nhà cũ của tộc Thanh Ngưu. Dưới cỏ dại cao hơn một người ở chân tường có một cái động đường kính một mét. Thú Ngũ Hành nhìn cái động ở chân tường, giận dữ nói. Hay cho lão Ngưu ngươi, bắt bọn ta chui lỗ chó ra ngoài. Ngươi đặt chủ nhân, chủ mẫu ở đâu đấy? Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Thanh Ngưu, ngươi ra ngoài nhìn xem tình hình thế nào trước đi, bọn ta chờ ở đây. Dù sao thì ngươi cũng đã rời đi hơn 3.000 năm, ai biết thực hư ra sao, nếu không có việc gì thì chúng ta chui hang chuột đất cũng không sao, ai mà không có khi gặp nạn. Dương Bách Xuyên ngăn Thanh Ngưu cãi nhau với Thú Ngũ Hành. Thật ra hắn biết trong lòng của chủ nhân cũ noi này là Thanh Ngưu mới khó chịu nhất, dù sao thì về nhà nhưng không thể đi cổng chính, phải lén lút chui hang chuột đất, hẳn Thanh Ngưu vô cùng đau khổ. Từ điểm này có thể thấy được, việc cả tộc Long Chủng Thanh Ngưu bị tứ đại yêu tôn diệt môn đã để lại trong lòng bóng ma lớn thế nào, khiến đường đường đại yêu cấp vương như nó phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà ngẫm lại thì vậy cũng tốt, dù sao bọn họ cũng vào thành bằng cách nhập cư trái phép. Hơn nữa hắn và Lục Yên Chi là nhân tộc, hiện giờ đang ở trung tâm núi Vạn Yêu, xào huyệt của Vạn Yêu cẩn thận không bao giờ sai. Thành Vạn Yêu là địa bàn của gia tộc Thanh Ngưu, nó vô cùng quen thuộc với nơi này, để nó ra ngoài tìm hiểu hoàn cảnh là thích hợp nhất. Về phần cơn oán giận của Thú Ngũ Hành, chỉ cần một câu của Dương Bách Xuyên đã dập tắt. Dương Bách Xuyên đã nói ai cũng có lúc gặp nạn, nó đành chấp nhận chui hang chó, à không là hang chuột đất. Thật ra thì cũng chẳng khác gì hang chó. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chui, Thú Ngũ Hành có thể từ chối ư. Nhắc tới gặp nạn, thật ra bọn họ cũng đang gặp nạn, bị người của Ngũ Đại Thánh Địa đuổi giết, phải trốn vào thành Vạn Yêu. Mặc dù Dương Mỗ làm vậy vì mục đích khác nhưng khắp Thái Hoang rộng lớn đâu đâu cũng có người của Ngũ Đại Thánh Địa, bọn họ dám chạy loạn à? Tất nhiên là không dám rồi. Đệ tử bình thường thì không sao, bọn họ có năng lực đối phó. Thế nhưng nếu là địa tiên tam chuyển thì sao? Tuy mấy lão bất tử kia đã áp chế tu vi cảnh giới xuống do pháp tắc hạn chế nhưng thực lực vẫn vô cùng cường đại, Dương Bách Xuyên biết bọn họ không thể địch nổi. Một Võ Văn Trạch đã bày ra thực lực và thủ đoạn trấn áp, nếu không có Trường Sinh Điện tương trợ, chưa chắc mấy người Dương Bách Xuyên đã qua được kiếp nạn đó. Huống hồ hiện tại Ngũ Đại Thánh Địa lại phái hơn 400 tên đệ tử đến chém giết bọn họ, hắn nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng cử lão bất tử đến thôi. Để giết hắn hoặc cướp nghé con. Trước mắt, lựa chọn tiến vào thành Vạn Yêu nhìn như mạo hiểm nhưng thật ra là lựa chọn hợp lý nhằm tránh mũi nhọn. Với hắn tu luyện hòng tích lũy thực lực, ở nơi nào cũng giống nhau. Huống hồ Thanh Ngưu nói thành Vạn Yêu còn có bảo khố mà tộc Long Chủng Thanh Ngưu lưu lại. Mặt khác, Thanh Ngưu còn muốn tìm kiếm tộc nhân và cấp dưới của phụ vương bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc giam giữ. Đối với Dương Mỗ xưa nay luôn trọng tình nghĩa. Có thể giúp đỡ Thanh Ngưu thì sẽ giúp, ai bảo giờ Thanh Ngưu là tiểu đệ của hắn chứ. Lần này tiến vào xào huyệt yêu quái là thành Vạn Yêu, Dương Mỗ đang định quậy một trận tung trời. Muốn đối kháng với mấy đại thánh địa, hắn nghĩ nhất định phải thành lập một thế lực siêu cấp không thua kém gì cửu đại thánh địa mới được, mà dựa vào hắn khai tông lập phái hay thậm chí là rời toàn bộ vân môn đến sơn hải giới, ở trước mặt bất cứ thánh địa nào đều không khác gì lấy trứng chọi đá. Vậy nên hắn cần chọn một con đường không giống người thường, có thể sáng lập ra một thế lực ngang ngửa thánh địa trong thời gian ngắn nhất. Núi Vạn Yêu có vô số yêu tộc,
bên ngoài lại thêm 4 tôn đại yêu cấp vương, còn có vô số thuộc hạ có thể so với tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, trong mắt Dương Bách Xuyên, đây toàn là những đối tượng hắn muốn săn bắt. Cái ý tưởng này thật sự rất điên cuồng nhưng lại không phải không có khả năng thực hiện. Bởi vì hắn sở hữu nước sinh mệnh có thể khống chế yêu thú, mặc kệ là yêu thú cường đại cỡ nào, chỉ cần dùng nước sinh mệnh thì phải chịu sự sai khiến của hắn, sinh tử đều nằm trên tay hắn. Cho nên dã tâm lớn nhất của Dương Mỗ khi tới thành Vạn Yêu chính là thu phục bầy yêu để mình sử dụng, sáng tạo ra một thế lực còn siêu việt hơn cả cửu đại thánh địa của tu chân giới. Chuyện này hoàn toàn có khả năng, quan trọng là xem hắn sẽ làm như thế nào thôi. Hiện tại Dương Bách Xuyên đủ điều kiện. Nhưng cho dù như thế, yêu tộc hiểu thuật luyện đan đều sẽ được các yêu vương chiêu mộ dưới trướng, không lo không thể lăn lộn. Đối với việc phải triển khai kế hoạch hành động ở thành Vạn Yêu như thế nào, Dương Bách Xuyên đã soạn sẵn một bản nháp trong lòng rồi, chỉ còn thực hiện mà thôi. Chờ đợi đúng là dày vò, tuy sắc trời ở Thái Hoang tối tăm không thể phân rõ ngày và đêm nhưng vẫn có thể ước tính được thời gian. Tầm một ngày sau, Thanh Ngưu mới chui vào qua hang chuột đất. Dương Bách Xuyên còn chưa mở miệng, thú ngũ hành đã đôm đốp, ta nói này lão Ngưu, người có ý gì? Định một đi không trở lại hả, bắt chủ nhân chờ lâu như vậy, trong mắt người còn có chủ nhân, chủ mẫu không? Nghe được thú ngũ hành của trách, Dương Bách Xuyên thẳng trợn trắng mắt, tên này khoác da hổ vào thì lá gan cũng phình ra, lúc của trách Thanh Ngưu còn không quên nhân danh hắn, khiến Thanh Ngưu không dám nổi giận với nó. Đường đường là long trùng Thanh Ngưu cấp vương có thể sánh ngang tu sĩ đại thừa, lại bị thú ngũ hành tương đương tu sĩ độ kiếp của trách, Thanh Ngưu tức đến mức tay chân ngứa ngáy nhưng do thú ngũ hành nhắc tới Dương Bách Xuyên nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn trợn mắt nói, thành Vạn Yêu quá lớn. Ta rời đi hơn 3.000 năm, dù sao cũng phải đi khắp nơi nhìn xem chứ, xong xuôi đã nhanh chóng chạy về đây, dọc đường không dám chậm trễ một giây nào hết. Ngươi còn nói lý, thú ngũ hành trừng mắt. Tiểu ngũ, nếu ngươi còn ồn ào, bị lão Ngưu đánh thì ta mặc kệ đấy. Dương Bách Xuyên chậm chậm nói, việc chính còn chưa bàn xong, nó đã trách móc Thanh Ngưu, hay là nói hắn làm chủ nhân còn chưa lên tiếng thì thú ngũ hành đã mở miệng. Không xem hắn ra gì hết mà. Dương Bách Xuyên rất khó chịu với hành động này của thú ngũ hành. Quả nhiên Dương Bách Xuyên vừa cất lời, ánh mắt Thanh Ngưu lập tức sáng lên, hung ác nhìn chằm chằm thú ngũ hành. Nếu không phải kiêng kỵ Dương Bách Xuyên, Thanh Ngưu đã thẳng tay tẩn thú ngũ hành một trận nên thân rồi. Thú ngũ hành rụt cổ, đến lúc này nó mới nhận ra mình cướp mất sự nổi bật của chủ nhân, thế là cười hì hì ta chỉ nói thế thôi, lão Ngưu đừng nóng giận nhá. Thú ngũ hành biết một khi đánh nhau, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Thanh Ngưu, ngay sau đó nó cười làm lành với Dương Bách Xuyên rồi trốn ra sau lưng Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, lúc này mới quay sang hỏi Thanh Ngưu, người nói tình hình thế nào? Thanh Ngưu trầm ngâm, chủ nhân, là như thế này, kiến trúc của thành Vạn Yêu không có gì thay đổi nhưng từ lúc tộc Thanh Ngưu bị diệt, thành Vạn Yêu đã bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc chiếm cứ và phân bổ địa bàn rồi, mỗi người thống lĩnh một phương. Hiện tại chúng ta đang ở trên địa bàn của yêu tôn Phương Đông, độc nhãn Giao Long, đương nhiên tứ đại yêu tôn đều ở đạo tràng của chính mình, sẽ không tới thành Vạn Yêu, nơi này chỉ là địa phương bọn họ dùng để giao dịch thiên tài địa bảo thôi. Kẻ quản lý địa bàn phía đông của thành Vạn Yêu là một cấp dưới của độc nhãn Giao Long, một đầu hoa ban xả yêu. Hiện tại vấn đề nằm ở sau khi rời khỏi đây, chúng ta không có thân phận. Muốn đi từ phía đông đến phía bắc hoặc hai phương khác đều phải có yêu điệp chứng minh thân phận mới được. Bằng không, chúng ta chỉ có thể hoạt động ở phía đông, hơn nữa cũng không phải kế lâu dài, mỗi ngày phủ đệ của hoa ban xả yêu đều có người tuần tra, chúng ta không có yêu điệp, sớm muộn gì cũng bị xem thành thiếu hộ khẩu mà bắt lại. Vậy nên việc quan trọng trước mắt là cần phải có yêu điệp. Cái yêu điệp này rất khó làm à? Dương Bách Xuyên hỏi. Thanh Ngưu đáp, nói khó thì không khó. Nói dễ cũng không dễ. Vào trọng điểm đi, Dương Bách Xuyên nhăn mặt. Thanh Ngưu khẽ run, thật ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần phủ hoa ban xả yêu cấp cho chúng ta chứng minh sinh sống ở thành Đông là được. Nhưng ngặt nỗi không biết người ta có chịu cấp hay không, chẳng qua ta hỏi thăm, người chuyên xử lý yêu điệp trong phủ xả yêu là một quản gia loài tên Giáp Toàn Phong. Gã này tham tài thích rượu, ngày nào cũng mò đến tửu lầu uống rượu, mình có nên dùng tiền mua chuộc Giáp Toàn Phong? Bắt gã cấp yêu điệp cho chúng ta không? Trước sự kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, Thanh Ngưu giải thích, chủ nhân có điều không biết, thành Vạn Yêu tồn tại đã lâu,
nhờ tộc Long chủng Thanh Ngưu mà từng có liên hệ với nhân tộc. Bí điển gia tộc ghi lại tổ tiên ta từng có người bái sư nhân tộc nên từ chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thành vạn yêu. Vị tiền bối tổ tiên kia đam mê nền văn minh của nhân tộc, lúc thành lập thành vạn yêu đã lấy kiến trúc của nhân tộc làm khuôn mẫu xây dựng, thậm chí còn mời cao thủ nhân tộc đến quản lý. Vậy nên hiện tại khắp thành vạn yêu đều có bóng dáng của nhân tộc. Yêu tộc lăn lộn ở thành vạn yêu đều bị nền văn hóa của con người thay đổi trong vô hình, có yêu tộc ham mê quyền lực, có tham tài háo sắc, có thích bài bạc như mạng, nghiện rượu như mạng. Dù sao thì từng mét vuông trong thành vạn yêu đều tồn tại văn minh của nhân tộc nên chủ nhân yên tâm, chắc hẳn chuyện yêu điệp sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Dương Bách Xuyên nghe Thanh Ngưu giải thích xong, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh sự giao thoa văn hóa giữa yêu tộc và nhân tộc, nó càng thích hợp với tâm tình tự do phóng khoáng của tu chân giả hơn là quy định của con người, trong lòng hắn không khỏi có chút mong đợi. Đương nhiên dựa theo lời Thanh Ngưu, chứng minh thân phận cũng chính là yêu điệp vẫn rất quan trọng. Có yêu điệp trong người mới có thể lăn lộn ở thành vạn yêu. Nếu không sớm muộn gì cũng chuốc lấy rắc rối. Tựa như Thanh Ngưu nói, hiện tại thành vạn yêu bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc phân chia quản lý, bọn họ hiện đang đứng ở thành Đông, trên địa bàn của đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long, người xử lý yêu điệp chính là một tay cấp dưới của đối phương, Hoa Ban Xà Yêu. Hoa Ban Xà Yêu có phủ đệ ở thành Đông, rộng lớn gần bằng trung tâm hành chính, xử lý yêu điệp chỉ là việc nhỏ. Tìm quản gia TT trong phủ là có thể xử lý. Nhưng tiền đề là phải cho con TT này chỗ tốt, hay còn nói thu mua vị quản gia này. Nếu dựa theo lời Thanh Ngưu, hiện tại bầy yêu trong thành vạn yêu đều có tham niệm, ngược lại là chuyện tốt với Dương Bách Xuyên. Cuối cùng mấy người định trước ra ngoài tìm cái khách điếm ở lại đã, xong xuôi mới tính đến chuyện thứ nhất là làm được yêu điệp. Có yêu điệp mới có thể đi lại ở thành vạn yêu, nếu không bị đội tuần tra bắt được thì rắc rối lớn. Lục Yên Chi hỏi, theo lời Thanh Ngưu thì chẳng phải ở khách điếm cũng yêu cầu yêu điệp để đăng ký à, chúng ta không có yêu điệp thì sao mà ở. Chủ mẫu yên tâm, ở khách điếm không quy định nghiêm khắc lắm, dùng yêu tinh tệ là được rồi, chỉ cần thành vạn yêu không xảy ra chuyện lớn, mấy địa phương như khách điếm sẽ không bị kiểm tra. Thanh Ngưu giải thích, Dương Bách Xuyên lại nghe được một cụm từ mấu chốt, yêu tinh tệ. Tuy đoán được đây là tiền của yêu tộc nhưng hắn vẫn hỏi, yêu tinh tệ là gì? Thanh Ngưu giải đáp, chủ nhân, yêu tinh tệ là loại tiền đang được lưu thông ở yêu tộc, giống với linh thạch của nhân tộc nhưng nó đa dạng hóa hơn. Vì sao thế? Dương Bách Xuyên tò mò. Tương tự linh thạch của nhân tộc lấy từ thiên nhiên, yêu tinh tệ của yêu tộc cũng được khai quật từ những dãy núi chứa nhiều linh khí, cũng có loại lấy từ kết tinh của cây cối hoặc thủy tinh dưới đáy ao hồ, còn cả kỳ thạch tinh luyện ra nữa, nói chung là hoa hòe loè loẹt. Nhưng tác dụng của chúng đều giống nhau. Kết tinh của linh khí, bên trong chứa một nguồn yêu lực khổng lồ, sở dĩ yêu tộc ham tiền là do hoàn cảnh địa lý, bất cứ thiên tài địa bảo nào cũng xuất phát từ trên núi hết. Dương Bách Xuyên nghe hiểu, cái gọi là yêu tinh tệ của yêu tộc thật ra chính là kết tinh của các loại thiên tài địa bảo. Nếu thật là như thế, hắn cảm giác mình vừa tiến vào một tòa bảo khố thiên nhiên. Ngẫm lại đã thấy cả người hừng hực. Dương Bách Xuyên cười phá lên. Mượn câu nói của Thái Tổ, thành vạn yêu rộng lớn thiếu gì đất dụng võ. Sau đó, Thanh Ngưu dẫn cả đoàn chui hang chuột đất ra ngoài. Ra tới nơi mới phát hiện nơi này đã bị tàn phá, Thanh Ngưu kể năm đó tứ đại yêu tôn tấn công tộc bọn họ, nơi đây cách nhà hắn quá gần, hơn nữa hiện tại tộc Thanh Ngưu là điều cấm kỵ ở thành vạn yêu nên không tu sửa lại. Theo sau Thanh Ngưu dẫn đường rẽ trái rẽ phải, rời khỏi khu vực bị tàn phá, tiến vào một cái hẻm nhỏ. Đi hết là tới một con đường lát đá xanh rộng chừng 30 mét. Vô số tiếng hô, tiếng chào giá ngay lập tức ập tới. Huyết linh thảo chữa bệnh thiếu máu giảm giá sập sàn đây, chỉ cần 3 viên yêu tinh tệ hạ phẩm. Hắc mang thạch 8 yêu tinh tệ mại rô. Bách linh tử. Bát bửu linh kê. Từng tiếng hô vang dội đập thẳng vào mặt mấy người Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi quan sát xung quanh. Không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Nơi này mà là yêu tộc cái gì, rõ ràng chính là khung cảnh đường phố tấp nập của nhân tộc, liếc mắt không thấy điểm cuối, hai bên đều là các kiến trúc cao vời vợi như chọc thẳng vào mây, phía dưới là đường rộng lát đá xanh sạch sẽ. Đường phố tràn ngập yêu khí, người qua lại như mắc cửi, có thể miêu tả bằng hai từ biển người, đương nhiên những người này đều là yêu tộc biến thành. Tuy có rất nhiều yêu đã biến thành người nhưng vẫn còn lưu lại một ít điểm đặc thù của yêu tộc.
ví dụ như rõ ràng nhìn qua chỉ là công tử ca chừng 20 tuổi tay cầm quạt lông ăn mặc như thư sinh nhưng cố tình sau mông lại là một cái đuôi thô tráng, nhìn qua chẳng ra giống ôn gì hết nhưng người ta vẫn rất ung dung dạo phố. Lại như nữ tử như hoa như ngọc kia, trên đầu lại là một cặp sừng phân nhánh rác, là Lộc Yêu. Còn có tráng hán trên mặt chỉ có một con mắt thật lớn, lão thái thái không có lỗ tai, tiểu hài tử đi đường bằng tay chân, đại nương có tay là đại đao. Toàn bộ đều đang qua lại trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi được mở mang tầm mắt. Đúng là một cái thế giới thần kỳ. Từ hình ảnh cửa hàng san sát nhau, các hàng quán vỉa hè hét lớn vẫy gọi khách, nếu không phải biết nơi này là thành Vạn Yêu, Dương Bách Xuyên thật sự sẽ cho rằng hắn vừa tới một thành lớn của nhân tộc. Toàn bộ con đường dài đằng đẵng liếc mắt không đến điểm cuối toàn là người do yêu tộc hóa hình, đương nhiên cũng có yêu thú không hóa hình mà dùng bản thể. Có điều hình như không ai chú ý, mọi người đều rất bình thường. Dù sao thì đây cũng là tòa thành yêu tộc. Như Thanh Nghiêu nói, yêu thú ở thành Vạn Yêu đều xem việc hóa hình là kiêu ngạo nhưng yêu tộc không có hóa hình, tu vi không đủ để hóa hình hoặc không muốn hóa hình, giữ nguyên bản thể lăn lộn cũng không bị lời ra tiếng vào. Dù sao thì cứ nghe theo Thanh Nghiêu, xem mình là người ở đây rồi cử xử bình thường thôi. Dương Bách Xuyên trợn mắt, mẹ nó chúng ta đúng là người thật mà. Đương nhiên hắn không dám nói mình là nhân tộc rồi, nhân tộc xuất hiện ở đây, nhất định sẽ trở thành điểm tâm của thành Vạn Yêu. Tuy rằng thành Vạn Yêu bắt chước thành trì nhân tộc nhưng nơi này vẫn luôn là cấm kỵ của nhân tộc, không ai dám bén mảng tới. Chẳng qua cũng có ngoại lệ, ví dụ như nói mấy thương hội cường đại của nhân tộc. Thanh Nghiêu nói thương hội cường đại của nhân tộc có thể đến thành Vạn Yêu, đương nhiên cần lệnh thông hành do Đại Yêu tôn cấp. Trước kia lúc phụ vương hắn còn sống chỉ cần một cái lệnh thông hành là đủ rồi, hiện tại tứ đại yêu tôn mỗi người cấp một cái mới được. Thanh Nghiêu im lặng một lúc, nói trước kia là thương hội của mấy thánh địa lớn và tu chân giới dẫn đầu, hiện tại không biết, nhưng có lẽ vẫn là những thương hội đó, lát nữa ta đi hỏi lại. Dương Bách Xuyên nheo mắt, nói, đi hỏi thăm cũng được, nếu là thương hội của mấy thánh địa lớn, vậy chúng ta không khách khí. Chủ nhân, người muốn cướp sinh ý của bọn họ. Cuối cùng thú ngũ hành cũng chen vào được. Cũng không phải không thể, Dương Bách Xuyên nói. Bọn họ đi đến trước một tòa nhà có quy mô không nhỏ, dừng lại. Thanh Nghiêu nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngày nào con tê tê cũng đến uống rượu ở đây, chúng ta vào đây đi. Dương Bách Xuyên đánh giá nơi này, quán rượu này có 6 tầng, diện tích rộng lớn, rất không tồi, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Lão Nghiêu, chúng ta không có yêu tinh tệ. Dương Bách Xuyên kêu khổ, thiên tài địa bảo trên người hắn bị ngé con ăn hết, hiện tại rất nghèo. Nếu muốn dừng chân phải có tiền mới được. Trên người ta còn có chút yêu tinh tệ, lúc người thoát khỏi thành yêu tinh có mang theo 1000 yêu tinh tệ thượng phẩm, trốn trong hành cung thiên yêu tham sống sợ chết không tiêu, tổng lại vẫn có chút tác dụng. Dương Bách Xuyên cười nói. Lão Nghiêu, người vậy là không được, có yêu tinh tệ nhưng không nộp lên cho chủ nhân, đừng quên người cũng là tiểu đệ của chủ nhân. Thú ngũ hành lại lên tiếng. Thanh Nghiêu bị thú ngũ hành lừa dối, đen mặt nhìn chằm chằm thú ngũ hành, sắc mặt rất xấu, chủ nhân đã cảnh cáo hắn ta đừng lắm miệng, còn con mẹ nó nói nhiều, thật sự tức chết. Rất không vừa lòng với thú ngũ hành, Thanh Nghiêu còn tưởng rằng chủ nhân sẽ lên tiếng dạy dỗ thú ngũ hành, nhưng đợi nửa ngày cũng chưa thấy chủ nhân lên tiếng, ngẩng đầu phát hiện Dương Bách Xuyên đang cười tủm tỉm nhìn hắn ta, làm cho Thanh Nghiêu run lên, sau khi lấy lại phản ứng. Vội vàng nói, chủ nhân, lát nữa ta đưa yêu tinh tệ cho ngài. Không vội, đưa một nửa là được, còn lại ngươi cứ giữ lại. Người đó nào mặt không đỏ tim không đập nói. Cuối cùng Thanh Nghiêu cũng hiểu, ở phương diện tiền tài, chủ nhân rất giống chồn nhỏ, nhưng cũng may chỉ lấy một nửa. Vâng vâng vâng, ta hiểu rồi, để lại một nửa cho ta là đủ rồi, của ta cũng là của chủ nhân. Thanh Nghiêu nói. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng. Nhếch miệng cười hỏi, một yêu tinh tệ thượng phẩm bằng bao nhiêu hạ phẩm? Bẩm chủ nhân, một yêu tinh tệ thượng phẩm bằng 1000 hạ phẩm, 100 trung phẩm, chúng ta có 1000 thượng phẩm, tạm thời đủ dùng. Thanh Nghiêu thành thật trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, tìm chỗ ở đã, đi thôi. Sau đó, Thanh Nghiêu dẫn đường đi vào quán rượu đại vương của yêu tộc. Dương Bách Xuyên dẫn Lục Yên Chi, Chồn Nhỏ, Thú Ngũ Hành, Đả Tiên Thạch chờ ở một bên. Thanh Nghiêu đi xử lý thủ tục. Vài phút sau, Thanh Nghiêu cầm 2 thẻ phòng trở về, đau lòng mắng, quá đắt.
Thú ngũ hành nhìn thấy chỉ có hai thẻ phòng, khó chịu nói, lão Ngưu, người quá keo kiệt đó, chỉ có hai phòng ở kiểu gì. Thanh Ngưu trừng mắt nhìn thú ngũ hành, nói chắp vá đi, chủ nhân và chủ mẫu một phòng, mấy người chúng ta một phòng, hai phòng này tiêu hết 200 yêu tinh tệ thượng phẩm, những đồ khác sẽ tính phí khác, nhưng ngươi yên tâm, phòng ở yêu tộc đủ lớn, mấy người chúng ta ở một phòng cũng đủ rộng. Nhiều như vậy, mặc dù Dương Bách Xuyên không biết trình độ tiêu phí ở thành Vạn Yêu, nhưng tiêu 200 yêu tinh tệ thượng phẩm, thảo nào Thanh Ngưu đau lòng như vậy. Bước vào phòng, căn phòng rất lớn, đúng như những gì Thanh Ngưu nói, phòng này chế tạo cho yêu tu, suy xét đến việc sẽ có lúc yêu tộc dùng bản thể đi vào, cho nên căn phòng được thiết kế rất lớn, cao khoảng 6 mét, diện tích khoảng 100 mét vuông, đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với việc Thanh Ngưu thuê hai phòng vì hắn và Lục Yên Chi. Sau khi thú ngũ hành vào nhìn cũng không nhiều lời, dù sao thú ngũ hành không hóa hình, không cần giường, đối với tu sĩ, đả tọa chính là nghỉ ngơi, thậm chí không cần ngủ, một phòng cũng đủ thú ngũ hành, Thanh Ngưu và Đả Tiên Thạch ở. Sau khi đóng cửa phòng lại, đoàn người ngồi xuống, Dương Bách Xuyên lấy ra dụng cụ pha trà từ trong hồ Càn Khôn, bảo Lục Yên Chi pha trà, còn bọn họ bàn việc đĩa yêu. Lão Ngưu, hôm nay con tê tê kia có về không? Dương Bách Xuyên hỏi. Chủ nhân, ta đã hỏi tiểu nhị, ngày nào con tê tê cũng đến, hôm nay còn chưa đến, lát nữa ta đi xem. Thanh Ngưu trả lời. Sau đó Thanh Ngưu vung tay lên, 800 yêu tinh tệ còn lại xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Chủ nhân, hiện tại chỉ có 800 yêu tinh tệ, muốn hối lộ con tê tê, ta cảm thấy bằng này còn chưa đủ, hay là mua rượu, ta nghe nói con tê tê thích rượu như mạng, chắc có thể. Ngươi cứ cất yêu tinh tệ đi đã, chúng ta giải quyết đĩa yêu trước, còn phải tìm nơi ở lâu dài, không thể tiêu xài phung phí, ta sẽ có cách làm con tê tê ngoan ngoãn xử lý đĩa yêu cho chúng ta. Thanh Ngưu còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên muốn dùng sức mạnh, lo lắng nói, chủ nhân, sợ rằng dùng sức mạnh không phải cách hay, trong Đông Thành có đội tuần tra, cấp trên của con tê tê là rắn hoa đốm, cũng là cấp tôn vương, ta sợ rằng động tay động chân, chúng ta sẽ bị thiệt. Không phải ngươi nói dãy núi Vạn Yêu chỉ có 4 đại yêu cấp tôn vương, Đông Tây Nam Bắc thôi sao? Sao bây giờ lại lòi ra một rắn hoa đốm giống ngươi? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nói. À, chủ nhân, ta nói 4 đại yêu Đông Tây Nam Bắc cấp tôn vương, là những kẻ có tu vi cao nhất trong cấp tôn vương, dưới chướng 4 đại yêu còn có rất nhiều thuộc hạ tu vi cấp tôn vương sơ cấp, rắn hoa đốm kia chỉ là một trong số những kẻ đó. Thanh Ngưu giải thích. Nghe đến đây, mặt của Dương Bách Xuyên đen kịt lại, em gái nhà ngươi, sao không nói sớm? Ban đầu hắn cho rằng dãy núi Vạn Yêu chỉ có 4 đại yêu Đông Tây Nam Bắc có cấp bậc tôn vương, còn nghĩ cho dù bại lộ thân phận hoặc xảy ra biến cố gì đó, lúc chạy trốn cũng có thể đối phó được, bây giờ xem ra Thanh Ngưu chưa nói rõ, làm hắn cũng nghĩ sai. À, chủ nhân, ta không có muội muội ruột, nhưng trong tộc có mấy người, nếu bọn họ còn sống, ta giới thiệu mấy người cho chủ nhân. Thanh Ngưu không hiểu câu em gái ngươi là đang mắng hắn ta, còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên muốn nạp thiếp. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên đen như đáy nồi, ta, ngươi. Phụt, Lục Yên Chi nhìn ra những lời này của Dương Bách Xuyên tuyệt đối không phải lời hay, mà là đang mắng Thanh Ngưu, không nhịn được bật cười. Hai, thôi, đến đây hay đến đó, đi một bước tính một bước, theo lời của ngươi, dưới trướng của 4 đại yêu Đông Tây Nam Bắc không chỉ có một đại yêu cấp tôn vương. Dương Bách Xuyên nói. Thanh Ngưu vội vàng nói, chủ nhân, trên thực tế, đại yêu cấp bậc tôn vương cũng phân mạnh yếu, cũng phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, 4 đại yêu Đông Tây Nam Bắc của dãy núi Vạn Yêu và phụ vương của ta đều là tôn vương đỉnh cấp. Thuộc hạ của mỗi một đại yêu đỉnh cấp đều là tôn vương sơ cấp, trung cấp, thậm chí có cả cao cấp. Thực lực của 4 đại yêu Đông Tây Nam Bắc rất mạnh, nên mỗi một đại yêu sẽ có khoảng 10 tôn vương, thậm chí còn nhiều hơn. Nghe Thanh Ngưu nói xong, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất vô lực, nhiều yêu thú cấp tôn vương tồn tại trong dãy núi Vạn Yêu như vậy, hiện tại hắn còn xuất hiện trực tiếp ở trung tâm thành Vạn Yêu của dãy núi Vạn Yêu, sơ suất một cái, chắc chắn sẽ bị đám yêu vương này nuốt sống. Ban đầu hắn còn định lấy hạt rẻ trong lò lửa, hiện tại xem ra hạt rẻ này không dễ lấy. Nhưng đến cũng đến rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, nhưng phải vô cùng cẩn thận. Trừng mắt nhìn Thanh Ngưu. Nói, đi hỏi thăm rõ ràng cho ta, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu có bao nhiêu yêu vương? Có bao nhiêu đại yêu cấp tôn vương, cút đi. Thanh Ngưu run lên, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn ta cũng biết chủ nhân tức giận,
Nhưng, hắn ta không cố ý giấu giếm, Dương Bách Xuyên lại không hỏi, chỉ hỏi thế lực của bốn yêu vương, cũng không hỏi có bao nhiêu đại yêu cấp tôn vương. Đại yêu cấp tôn vương cũng phân cấp bậc mà đúng không, không thể trách ta. Vài phút sau, Thanh Ngưu quay lại. Dương Bách Xuyên nói, nhanh như vậy ngươi đã hỏi được rồi. Không phải, chủ nhân, ta đến thông báo con tê tê đã đến. Thanh Ngưu vội vàng nói. Đi xuống xem, Yên Chi, nàng và mọi người nghỉ ngơi đi, ta và lão Ngưu đi xem là được. Dương Bách Xuyên nói. Dương đại ca, huynh phải cẩn thận. Lục Yên Chi lo lắng nói, mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng dù sao bọn họ cũng là nhân tộc, đi vào địa bản của yêu tộc, nói không lo lắng là giả. Dương Bách Xuyên cười nói, yên tâm, sẽ không sao, chờ ta. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đi xuống tầng, đi đến cửa, Thanh Ngưu chỉ về phía một cái bàn dài dựa gần cửa sổ, chủ nhân, đó là con TT, một trong các tổng quản ở phủ của rắn hoa đốm. Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Thanh Ngưu, thấy con TT ngồi một mình một bàn, bên ngoài ghế dài có hai tên yêu tu cao to đứng gác, có lẽ là người hầu. Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của con TT. Có bộ dáng một thiếu niên đầu trọc, rất gầy. Tìm được người cũng không tùy tiện xông lên, phải động não nghĩ cách. Con Tê Tê là một trong số những tổng quản ở phủ của rắn hoa đốm, có mang theo tùy tùng, là người có lực ảnh hưởng, hiện tại bọn họ không hộ khẩu, tùy tiện xông lên sẽ chết. Cho nên Dương Bách Xuyên nhanh chóng động não nghĩ cách đối phó, nhớ đến sở thích của con Tê Tê, lập tức Dương Bách Xuyên có cách. Ngồi xuống bàn cạnh bàn của con Tê Tê, khoảng cách rất gần. Chỉ cách một tấm vách. Thanh Ngưu truyền âm nói, chủ nhân, ta đi qua đó mời con tê tê uống rượu được không? Dương Bách Xuyên lắc đầu, không cần, Khương Thái Công câu cá, kẻ nào muốn sẽ cắn câu, ta tính sẵn rồi, lát nữa người gọi một bàn đồ ăn, cố gắng tiêu pha chút, giả vờ làm nhà giàu. Nhà giàu là sao? Thanh Ngưu truyền âm hỏi. Nghĩa là lát nữa người gọi một bàn đồ ăn đắt tiền, 800 yêu tinh tệ thượng phẩm đủ một bàn đồ ngon đúng không? À. Rượu thì không cần gọi, Dương Bách Xuyên truyền âm nói. À, Thanh Ngưu hít sâu. Hắn ta rất muốn hỏi một câu, có phải chủ nhân điên rồi không? 800 yêu tinh tệ thượng phẩm chứ không phải 800 yêu tinh tệ hạ phẩm, một tộc đàn bình thường trong yêu tộc tích lũy 10 năm cũng chưa chắc có thể có được 1.000 yêu tinh tệ thượng phẩm, một bữa cơm tiêu hết 800. Nuốt nước bọt, nói chủ nhân, toàn bộ tài sản của ta chỉ có 800 yêu tinh tệ. Hơn nữa cho dù ăn một bàn đồ ăn 300 yêu tinh tệ cũng đủ mà. Đừng vô nghĩa, bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi đi, ta không quan tâm 800 yêu tinh tệ hay như nào, ta chỉ muốn lôi kéo lực chú ý của con tê tê kia, hiểu không? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Thanh Ngưu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, vậy ta hiểu rồi, chủ nhân yên tâm, không gọi rượu, vậy tiêu 300-400 yêu tinh tệ là đủ rồi. Dù nói vậy nhưng Thanh Ngưu vẫn thầm mắng Dương Bách Xuyên phá của. Hai chủ tớ đang truyền âm nói chuyện, tiểu nhị đi đến, mỉm cười chào hỏi, hai vị khách quý muốn gọi món gì? Rượu gì? Thanh Ngưu vô thức nhìn về phía Dương Bách Xuyên, dù sao Dương Bách Xuyên cũng là chủ nhân, nhưng Dương Bách Xuyên lại truyền âm nói, ngươi gọi đi, ngươi từng là chủ nhân của thành Vạn Yêu, đừng hỏi ta ăn đồ gì, đạt được hiệu quả ta muốn là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.